Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng và quý liên hữu đang xem trực tiếp ở trên mạng. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 25 tháng 5 năm Tân Sửu. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao Tinh Hoa Lục do sư phụ soạn. Xin cung kính dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ trong văn sao tuy vụng về chất phát, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ trong kinh Phật, nếu chịu đọc, nghe, tin và hành theo, lợi lạc vô cùng. Số 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị về tín nguyện niệm Phật. Dù kính cẩn tu trì ngũ giới thập thiện, được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian lại chính là cội rễ của đọa lạc. Dù trên trời phiền hoặc chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt, một hơi thở thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chín, liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế cổ đức bảo người tu hành, nhưng không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo trời người, thì gọi là oán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa nói, tam giới không yên, giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu phải gấp cầu xuất ly, để được yên ổn mới là kế sách bậc thượng vậy. Một pháp niệm Phật là cậy vào Phật lực để thoát tam giới, sanh về tịnh độ. Nay đã chẳng phát nguyện thì có tính chăng? Người tin thật sự ắt sẽ phát nguyện tha thiết. Tính nguyện đều không, chỉ niệm Phật danh thì thuộc về tự lực. Vì không tính nguyện nên chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng hoằng thể của Đức Di Đà. Nếu đã hết kiến tư hoặc, có lẽ được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn hay chưa đoạn hết sạch, thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát ngay khỏi luân hồi cho được. Ngũ tổ giới, diễn, thảo đường thanh v.v. chính là những chứng cớ xác thực. Phải biết rằng không có tín nguyện mà niệm Phật sẽ chẳng khác gì tham cứu bên tông bên giáo. Dù có được vãng sanh nhưng nhân quả chẳng phù hợp với nhau. Ngài Ngẫu Ích nói được vãng sanh hay không, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là phán định chắc như xác vậy. Bình sinh tuyệt chẳng có tín nguyện, thì khi lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời cùng hiện ngay, thì chẳng luận là bốn chữ A-di-đà Phật chẳng hiện, nên chẳng được vãng sanh, mà dù có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện vãng sanh, do chẳng cầu Phật, nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đa đoan, đặt nặng nơi nào sẽ rơi về nơi đó. Nay thiện ác đều hiện, do không có tín nguyện, chẳng thể làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng cậy vào tự lực, thì nếu còn một mảy ác nghiệp, sẽ chẳng thể xuất ly sanh tử, huống là nhiều ác nghiệp ư. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa.
tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý. Nhưng người chân thật niệm Phật hãy nên niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện. Huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa, kim niệm Quán Âm, há có lẽ nào chẳng được. Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý, nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía, chẳng biết còn có một phía khác. Thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ. Hãy nên ngoài lúc niệm Phật ra, niệm thêm Quán Âm, nếu có thể chí thành khẩn thiết, sẽ tự được nhờ ơn Ngài che chở. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, chớ nên nghiên cứu tràn lan, bởi sống chết còn mắt đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liệu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ác cần phải có lòng thành như cứu đầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tuy Tô Châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên Quang đi chỗ khác, nhưng Quang nghĩ sống chết có màng. So với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động, bị trúng bom chết yên vui. Vì thế nhắc loạt dùng lý do này để từ khước. Hàng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh, đấy cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Kham vào năm 1937. Phật là Đại Y Vương trị khắp những bệnh thân tâm, sanh tử cho chúng sanh, nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp, thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ, một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này, chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước, nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp, lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật, hàng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắp thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau sẽ tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển Hà, lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc học nghề y vào năm 1938. Phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căng buồm trong biển khổ sanh tử này, mau được vào biển Tát Bà Nhã nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương
cứ niệm Phật, trì chú vân vân, hờ hững thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Trì chú cố nhiên nên kiền thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiền thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, trọn không có lúc nào ngưng dứt, ấy là do hết thảy chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về ăn chay, kiên giết, phóng sanh. Thiên hạ loạn lạc, kẻ thất phu phải có trách nhiệm. Người người ai nấy dốc tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu đệ, ai nấy làm điều từ thiện, giúp đỡ kẻ cô quả, cứu kẻ hoạn nạn, thương xót kẻ nghèo, kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên mưa thuận gió hòa, dân yên vật mạnh, quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng các tai nạn, lục hạn, ôn dịch, châu chấu, gió lốc, động đất, vân vân. Thời tiết điều hòa, được mùa, nhân dân lạc nghiệp. Ta nay may nhờ phước thiện đời trước sanh trong loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết, phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sanh mạng ấy đều được yên ổn, lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sanh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần được chứng Phật quả. Mãi đến khi đại giáo truyền sang Đông, lý nhân quả ba đời, chúng sanh Phật tâm bình đẳng vô nhị mới được sáng rực trong đời. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai chẳng kiên giết phóng sanh, hồng vãn hồi xác kiếp, hồng bồi đắp phước quả, dứt đao binh, hầu làm nền tảng cho ngày tháng an vui. Cổ nhân nói, dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bản giả thanh, nghĩa là muốn biết binh đao trên cõi thế, lò mổ nên nghe tiếng giữa đêm. Lại nói, dục đắc thế gian vô binh kiếp, trừ phi chúng sanh bất thực nhục, nghĩa là muốn cho thế giới thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn chay. Do vậy, biết rằng kiên giết phóng sanh chính là kế sách tốt lành nhổ sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. Nếu nói kẻ quan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao chẳng chu cấp cho họ, cứ khăng khăng lo cho bọn dị loại chẳng quan hệ chi với mình, chẳng phải là đảo lộn chuyện hoảng gấp nặng nhẹ ư? Đáp rằng, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh, người và vật tuy khác, Phật tánh vốn đồng, chúng do ác nghiệp đắm chìm trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được làm thân người, chẳng tăng thêm lòng lăng túc, lại còn mặc sức ăn nuốt. Một mai phước ta đã hết, tội chúng nó đã tặng, khó tránh bị nắm đầu đền nợ, no thỏa bụng miệng chúng. Phải biết rằng đao binh đại kiếp đều là do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khởi tâm lành, chẳng chém giết mình. Huống hồ là đối với những tai nạn ngang trái như ôn dịch, nước lửa, vân vân, người kiên giết phóng sanh tuyệt ít gặp phải. Vì thế biết rằng bảo vệ loài vật vốn là để bảo vệ mình, kiên giết mới hồng khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết, vị lai oan oan tương báo giết. Đối với kẻ quan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy sức chu cấp, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh tuyệt chẳng thực hiện công đức ấy. Nhưng những kẻ quan quả cô độc dù thật đáng thương xót, vẫn chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Loài vật nếu chẳng được cứu chuộc ngay, sẽ lập tức phải lên chảo thớt
để thỏa miệng bụng con người. Lại còn có kẻ nói loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp: phải biết rằng một việc phóng sanh chính là để khiến đồng nhân phát khởi thiện tâm tối thắng, cứu giúp khắp sanh mạng loài vật, mong họ thể nhận được cái ý gấp thả, trong tâm động lòng xót thương, chẳng nỡ ăn nuốt, đã chẳng ăn nuốt thì sẽ thôi săn bắt. Vậy thì hết thảy loài vật bay trên không, bơi dưới nước sẽ tự tại bay chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng, tức là chẳng phóng sanh mà phóng sanh khắp cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ trở thành một cảnh hay sao? Dù không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt đã có vô lượng sanh mạng loài vật trên cạn, dưới nước, khỏi bị tàn sát. Huống hồ nào phải chỉ có một người không nỡ ăn thịt thôi ư? Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại vị lai, dứt trừ cái nhân quả cô độc, bằng cùng, hoạn nạn, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, yên vui, cha con sum hợp, vợ chồng giai lão. Đấy chính là thực hiện sự chu cấp giúp đỡ sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai vĩnh viễn, chẳng có những nỗi khổ quan quả, vân vân, hưởng thọ dài lâu những sự vui trường thọ, vân vân, há chẳng đáng gọi là khiến cho khắp hết thảy đều được hưởng phước ư? Há nên thờ ơ bỏ qua? Ông nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sanh, rốt ráo chính là khăng khăng vì con người, nào phải cứ cắm đầu lo cho loài vật, đảo lộn chuyện hoảng gấp nặng nhẹ đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật Cộng Tu, Giác Nhàn tiếp tục chia sẻ những lời khai thị của Tổ Sư Ấm Quang về nhân quả giáo dục gia đình và niệm Phật. Đây là cái cốt tủy trong bộ văn sao. Và Ngài nói trong thời đại này, nếu mà không có lấy nhân quả nghiệp báo luân hồi và nói đến cái việc giáo dục gia đình thì xã hội này sẽ loạn. Vì cái gốc của xã hội là gia đình, và cái gốc của gia đình là cái thân này, và cái gốc của cái thân đó là cái tâm của mình. Khi bỏ cái thân này, cái tâm nó sẽ đi thọ quả báo ở ba đường ác, nếu là họ tạo nghiệp tham sân si. Vì vậy cho nên cái việc hôm nay chúng tôi vẫn là đề xướng bộ văn sao, mong rằng quý huynh đệ, quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử để tâm vào học bộ văn sao này. Gia đình chúng tôi có cái duyên với bộ văn sao. Trước khi mở pháp hội 2007 thì ông cụ đã gọc được cuốn sách Lá Thơ Tịnh Độ của Hòa Thượng Tiền Tâm dịch. Mãi đến 2013 thì gặp được cái cuốn sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luật, bèn thỉnh với chùa Hồng Pháp mấy trăm cuốn để cúng dường cho chư tăng ở chùa Đại Tùng Lâm. Chúng tôi nhớ lúc đó nhờ cô Giáng Hương xuống với tại chùa Hoàng Pháp để thỉnh cúng dường. Và 2013 thì chúng tôi gặp, nhưng mà chưa có gặp được cái bộ văn sao. Mãi đến 2017 khi ở bên Mỹ thì mới gặp được bộ Tam Biên. Về đây là thêm Tục Biên và Chánh Biên, Tinh Hoa Luật, Gia Ngôn Luật, Giáo Dục Gia Đình. Đây là những bộ sách mà chúng tôi được xem như là quý còn hơn một rương vàng. Vàng bạc không thể đổi được, đây là pháp bảo. Vàng bạc, sa cừ, mã não, san hô, đô la, hột sòn, Phật Thích Ca Mâu Ni không nói đó là pháp bảo. Quý vị để ý lại. Mà nói pháp của Phật
là quý giá vì giúp cho con người mình có thể bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khỏi ngũ trược này mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát vòng sanh tử, mới gọi là pháp bảo. Mười phương ba đời chư Phật cũng từ pháp sanh, pháp là mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Những câu này thẩm thấu cho kỹ. Khi mình thấy pháp bảo quý hơn châu báu ngọc ngà thì mình phải làm sao? Thọ trì độc tụng vì người duyễn thiết. Mình không có khả năng duyễn thiết giữa đại chúng thì mình có khả năng để in ấn lưu truyền. Gia đình mình là pháp quyến, và gia đình mình là gia đình của con của Phật Di Đà rồi, và thầy mình là tổ sư Ấn Quang rồi. Cho nên trong những thời điểm này chúng tôi giảng và chia sẻ bộ văn sao, chưa biết khi nào, ngày nào, tháng nào, năm nào chúng tôi sẽ đóng cửa chẳng tiếp ai. Nói như vậy không phải đi biến mất nhập thất chỗ nào một mình, không phải, ở chung với đại chúng ở khu chiên tu. Đóng cửa chặt, không tiếp ai khỏi giảng, vì giảng gì cũng nằm trong bộ văn sao thôi, chứ đâu ra ngoài được. Nếu mình là học trò, mà học trò ngoan, chỉ nghe qua một câu thôi và một lá thơ thôi, một lá thư đó là mình đã thọ dụng một đời không hết rồi. Giống như con rồng thiệt mà gặp một ngụm nước, ngậm một ngụm nước thôi đã phun khắp hoàng vũ. Còn đọc hết toàn bộ tục biên, chánh biên, tam biên, tinh hoa, lục gia ngôn, lục giáo dục, gia đình, bảo thân, tiết dục, đọc hết văn sao, đọc hết luôn tam tạng kinh điển, không có một chút thọ dụng. Bởi vì học mà không có hành, giống như rồng đất mà nằm trong nước thì trước sau gì cũng tan thân mất mạng, rã. Câu này thâm sâu, ví dụ hay quá. Cho đến giây phút này là giây phút mà gọi là vàng son. Bao nhiêu ngày tháng, hai tháng không được ngồi trong chánh điện, vậy có nhiều người ở phía dưới lên thấy hai cửa đóng, đứng ở ngoài gục mặt vô cửa khóc. Từ nhỏ đến giờ sống 60 năm chưa khi nào có tình cảnh như vậy. Chùa đóng cửa, chợ vắng tanh, trường học không người. Họ nhớ chùa. Nhưng mà có một số người thì họ có cái thiện căn họ nhớ. Nhưng mà có nhiều người ở gần đây luôn mà họ không nhớ. Họ đến đây để họ làm cái chuyện khác chứ không phải để niệm Phật vãng sanh. Âu đó cũng là cái nhân tâm của họ, là không thấy đây là pháp bảo, không thấy đây là Phật bảo, không thấy đây là tăng bảo, và không thấy là hảo đạo tràng đang ngộ. Đạo tràng tốt khó tìm. Đạo tràng nào là đạo tràng tốt? Đạo tràng tốt là đến đây cho quý vị ăn, cho quý vị tu, hộ niệm lo lắng cho quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn đạo tràng đến đó chỉ cho quý vị ăn không, không hướng dẫn quý vị tu. Và không có đạo tràng để tu thì quý vị ăn không ở trong đó, thì đạo tràng này chứ phải là đạo tràng tốt, đúng không? Nếu vậy thì ở nhà cũng giống y như đạo tràng, ăn uống thôi chứ có gì đâu, đâu có ai giảng kinh thuyết pháp đâu, có ai hướng dẫn mình tu thì cũng như ở nhà rồi, đi đến trường chứ. Nói vậy không phải là chúng tôi tự khoe khoang khoác lác là đạo tràng tốt, mà chỉ là hàng mạt học nương theo bước chân của lão Phật gia Ấn Công Đại Sư. Lòng hổ thẹn đến cùng cực, 3 năm nay đọc văn sao, nói văn sao vẫn chưa làm được gì. Không biết có xứng đáng để sách dép cho vị lão sư này không? Thọ mạng hết rồi không biết đi đâu. Ngài là người mà Bồ Tát tái lai qua lại hai cõi Thường Tịch Quang, Thập Báo, Trang Nghiêm, Vô Chướng Ngại Độ, mà Ngài vẫn nói là đóng cửa chẳng tiếp ai. Xót nghĩ thân này sắp chết,
chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thiện thay đạo nghiệp chưa thành. Người nào mà cái thiện căn họ sâu dày và họ muốn một đời này liễu sanh thoát tử, họ nghe những cái câu này chúng tôi nói từ tận đáy lòng của mình trong văn sao, họ bị cái lời này làm cho họ phải nỗ lực tinh tấn. Cho nên cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai rồi mà còn phải nhận lãnh những cái dư báo, mà cái đó là biểu pháp. Vừa sanh ra thì bị bệnh mắt 6 tháng, khóc ngày đêm, chỉ trừ trường hợp ngủ với ăn thôi, chứ còn khóc 6 tháng, tưởng là mù hai đôi mắt. Sau khi hết bị bệnh mắt rồi, theo anh học nho, gặp Âu Hàng Trình Châu, hủy bán nhân quả và nói con người mình không có tội phước. Sưởng dương điều này, anh của ngài cũng theo, ngài cũng theo, sau đó có căn lành, sau đó ngài quay đầu được và ngài không theo nữa. Và năm 21 tuổi là 1881, ngài xuất gia. Xuất gia năm Quang Tự thứ 7 1881, thọ giới năm Quang Tự thứ 8 1882, một năm sau thọ đại giới. Vì sao ngài là xuất chúng như vậy? Thì khi mà ngài đến chùa, mà chùa thầy của ngài là tu thiền, và ngài phơi kinh, bởi vì kinh nhiều lúc nó ẩm ướt, ngài mang ra phơi. Trong lúc phơi thì thấy cái cuốn Long Thơ Tịnh Độ của vua Nhật Khu bị rách nát, ngài mới xếp lại cái cuốn sách này và ngài xem, ngài thâm nhập và đi sâu vào pháp môn tịnh độ từ cái cuốn sách này, và suốt ngày niệm Phật không ngơi nghỉ. Ngài viết chữ rất đẹp, chữ Hán mà những người viết đẹp là có những cái bút tích mà nhiều người coi như là thuê họ viết thư pháp hoặc bút tích của họ để lại. Cho nên nhiều người nhờ ngài viết, và trong chùa cũng nhờ ngài viết tất cả sớ niệm, những danh sách thọ giới vân vân, ngài viết hết. Và ngài nói là khi viết như vậy đó, câu Phật hiệu không ngừng trong tâm. Kinh khủng. Bọn phàm phu mình làm một việc là quên một việc, đang ăn là quên câu Phật hiệu, đang nói là quên câu Phật hiệu, suy nghĩ một chuyện gì đó là câu Phật hiệu mất liền, đang viết một cái gì đó là câu Phật hiệu mất ngay. Tâm ngài để vào câu Phật hiệu và tin liền một pháp môn này, và một năm sau là thọ đại giới tỳ kheo luôn, xuất chúng. Lòng của ngài chân thật niệm Phật và khiêm cung tột cùng. Thầy của ngài và các vị huynh đệ kêu ngài tu thiền, thì cái thời ngài đó là thiền tông vượt trội, nổi bật. Tịnh độ không có ai xiển dương, và xiển dương không nổi. Nó nghe cuộc đời của ngài, cuối cùng khuyên ngài tu thiền hoặc tu pháp môn khác, bỏ tịnh độ. Ngài nói không, tịnh độ tôi có nhân duyên sâu dày và có Phật Bồ Tát Tổ sư hiện ra nói tôi bỏ, tôi cũng không bỏ pháp môn tịnh độ. Và sau đó ngài tụng cái bộ kinh A Di Đà vào cảnh giới cực lạc luôn. Tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ đã hiển lộ rõ ràng. Tánh đức tức là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ đã hiện lộ ra rõ ràng. Và Tây Phương Cực Lạc cách 10 mươi ước cõi như trong trước mắt, vô cảnh giới. Bồ Tát Đại Thế Chí là phải như vậy. Nhưng mà biểu pháp của ngài sao? Tìm chùa tịnh độ tu. Và khi đến Pháp Vũ, 20-30 năm giữ câu Phật hiệu, không giữ một chức vụ gì, không giao tiếp với hai chúng tại gia, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Cái duyên của ngài như vậy. Và ở trong chúng, hầu như là ở trong chúng, không rời đại chúng.
Chúng tôi đang cảm được cái cuộc đời của Ngài nói để đại chúng làm một cái bài học. Dẫu ai lay chuyển mình cũng không có thể lay động được. Có nhiều vị thượng tọa đến hỏi, như chú Hiền hỏi, một số các vị hỏi sao mà không đi học trường này lớp nọ, đồ cơ bản, trung cấp, cao cấp đồ. Thì mấy chú trả lời kêu con chỉ thích niệm Phật. Ê, không được à, niệm Phật không học cái dốt sao? Kêu dạ con thấy vậy mà được á. Được, tâm an ổn. Ngài dạy đừng bôn ba đi đâu để học hành nhiều nơi tham vọng. Chỉ là tìm một cái chỗ chân thật, chết sạch hết những tâm vọng động. Và chân thật niệm câu Phật hiệu này 3 năm, 10 năm có thọ dụng. Trí tuệ phát sanh rồi, lúc đó học cái gì cũng thông. Tâm mình chưa thanh tịnh, giống như mặt nước hồ thu, nó bị chao đảo. Học cái gì tìm như thế nào cũng không ra được chủ nhân ông của mình. Vì tâm của mình không phải là tâm rộng. Nếu mà tâm mình là tâm có thế trí tuệ, được uyên bác, thế trí cũng như trí tuệ về Phật Pháp nó uyên bác thâm sâu, học rộng không sao, quán cảnh rộng không có trở ngại. Còn trí mình là trí cô động, trí phàm tình, cô trí bất minh, trí một mình không sáng, phì phải nương nơi cổ thánh tiên hiền. Ấn Tổ thấy cuộc đời Ngài, Ngài nói làm sao mình làm như vậy thì có thọ dụng. Ngài không lừa gạt chúng ta, vị lão sư này không lừa gạt chúng ta, dám chắc là không lừa gạt. Và khi mà Ngài ngộ cái bộ kinh A Di Đà thì Ngài có nói cái câu này, lắng nghe. Trước khi mà Ngài đọc kinh A Di Đà, Ngài ngộ là Ngài dùng cái tâm gì để niệm Phật. Thường nó có cái bí quyết của họ mà họ nói ra họ không giấu, mà mình làm theo đúng cái bí quyết này là mình thành công. Ngài dùng cái tâm không nhiễm mảy trần, xây chùa cũng không muốn xây, quản chúng cũng không muốn quản chúng, rồi chỉ ở chung với chúng, thay chúng làm việc cực nhọc, giữ câu Phật hiệu, không có trách nhiệm về một cái công việc gì lớn hết, bổn phận làm cho trọn. Ngài không có nhận một cái việc gì là gọi là trọng trách trong đó hết cả, gọi là tâm không nhiễm mảy trần. Dùng cái tâm niệm câu Phật hiệu, không khởi một niệm khác. Chỗ này chỗ bí quyết của Ngài, lắng nghe cho kỹ. Hôm nay đại chúng ở đây đủ điều kiện như vậy không? Đủ. Đâu có ai chúng tôi bắt là phó trụ trì hoặc làm một cái việc gì cực nhọc đâu. Chỉ là làm việc trong chúng. Bởi vì mình ở đây mình tu thì đàn na tính thí cúng cho mình. Mình cũng phải nấu cơm, quét nhà, mình cũng phải lo trong nhà mình chứ. Còn cái gì, chuyện gì cao cả thì chúng tôi đã lo gọn hết rồi. Xây dựng mọi thứ tất tần tật xong hết rồi, không phải lo gì nữa cả. Thì bây giờ mình lo nghĩ cái gì? Nếu mà mình vọng tưởng lo nghĩ quá phận, mơ tưởng chừng đi cắt thất cất chùa, rồi học trường này trường nọ để mà làm giảng sư, làm pháp sư, rồi làm luật sư, làm gì đó, thì mình cứ có quyền để mơ tưởng và đi, chúng ta không ngăn cản. Chúng tôi đã ra cái quy định nếu không còn ai thì 20 người cũng được, không sao. Đạo tràng ngày 20 người chúng tôi sẵn sàng tư tưởng rồi. Còn nếu ai ở lại đây muốn lưu trụ lại đây để mà cùng niệm Phật vãng sanh thì phải làm đúng nguyên tắc, chứ còn không lòng vòng suốt đời không có hiệu ứng tốt, không có kết quả. Đã buông thì buông cho chót. Dùng tâm không nhiễm mấy trần, tài tiền bạc giao cho chúng giữ luôn. Rồi chúng cử mình ra để giữ tiền cho đại chúng, mình y giáo phụng hành. Phải có người giữ tiền chứ, bỏ hết không ai giữ tiền thì tiền đâu mà để mua rậu, rau, mua gạo ăn. Và tài không dính, sắc không dính, danh không dính, thực không dính, thì không dính, không dính tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, vũ sạch xuống hết, không nhiễm mảy trần. Và không khởi một cái niệm thứ hai, chỉ một niệm duy nhất A Di Đà Phật trong tâm. Niệm ra tiếng 6 chữ hàng ngày cứ theo chúng, giữ lòng kim hạ, khởi lên tâm hổ thẹn cùng cực, giữ 2 chữ thành kính cùng cực,
niệm câu Phật hiệu này và tha thiết phát nguyện vãng sanh thì 10 người chọn cả 10. Quý vị tin điều này không? Ngài nói cái điều này. Suốt 30 năm không khởi một niệm khác, chỉ có câu Phật hiệu. Dùng tâm không nhiễm mảy trần, không dính mắc một công việc. Giờ công việc của mọi người không dính mắc rồi, nhưng mà khi quả báo bệnh tới, bị dính vô bệnh và vẫn tưởng nó không cho mình yên. Thứ nhất là dụng công kém, thứ hai không quyết liệt nhận diện được đâu là giặc, đâu là quân ta. Ngài nói rõ ràng, biết tham sân si khởi tâm động niệm sát trộm dâm dối đó là giặc, làm gì cho nó ở trong nhà mình được, một phút cũng không cho ở. Biết tâm niệm Phật tính nguyện hạnh tịnh nghiệp tam phước, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, tâm thương người lợi người lợi vật là quân ta. Quân chánh giác này phải lưu giữ, nhận diện rõ đâu là ta, đâu là giặc, đâu là địch, đâu là quân mình, thì làm gì mình bị trở ngại nữa. Lắng nghe kỹ những cái điều này. Coi như hôm nay là công việc mọi thứ ổn, chúng tôi để toàn tâm vô buổi giảng để chúng cố gắng lắng nghe. Ai mà hơi ngủ gục hít thở cho sâu, đừng quên hơi thở. Hít khoảng một chập vài phút, 3-4 phút là cái định nó sâu, là lắng nghe sâu lắm. Đừng bỏ hơi thở. Người niệm Phật dễ bị tổn khí, Ngài nhắc hoài. Ngài nói cái chỗ này là Ngài thâm nhập bộ kinh A Di Đà. Lắng nghe. Cái cảnh giới Ngài thâm nhập thì phải là tánh đức tự tánh Di Đà được hiển lộ. Và sự tướng đó là Tây Phương Cực Lạc cũng hiển lộ luôn. Tánh chức tức tướng, mà tướng tức tánh gặp nhau tại đó và đã thấy rõ Tây Phương. Không xa, không cách đây 10 muôn ức cõi đâu, trước mặt luôn. Vì Đức Phật A Di Đà có phát đại nguyện là khi ta thành Phật thì quang minh của ta phủ trùm 10 phương pháp giới, trong đó có cảnh giới ta bà. Và quang minh ta xuất hiện ở đâu thì thân tướng ta ở đó là chánh báo, và y báo là Tây Phương Cực Lạc xuất hiện ở đó. Người chạm vào được quang minh này thì trần cấu rơi rụng, phiền não rơi rụng, nghiệp chướng tiêu trừ, quang minh hiển lộ. Đó, đang sờ sờ có trong này mà chúng tôi và quý vị chưa có thụ hưởng thọ nhận được, là do ngũ ấm nó ngăn che, sắc thọ tưởng hành thức nó ngăn che, cho nên không có nhận được, không thấy được. Đây là do chúng ta chứ không phải do quang minh của Phật, đúng không? Rõ ràng cái chỗ này là những người họ học về lý thuyết, họ không nói nổi và họ không tin nổi. Tức ngoại tức nội, có sự có lý chứ. Lý đó là tự tánh Di Đà, Ngài đã cảm được Đức Phật Di Đà trong tâm ta. Đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo rồi chẳng niệm Di Đà Tây Phương. Trời, câu này nó hay. Tự tánh Di Đà là bản lai diện mục nhà Thiền Tông nói đó, là tánh đức của con người mình bằng với Phật, không hai không khác đó, là tri kiến Phật đó, là bộ mặt thật xưa nay á. Mình có sẵn cái tánh đức đó rồi, sẵn có tự tánh Di Đà đó rồi, sẵn có ông Phật trong tâm, sẵn có viên ngọc trong chéo áo rồi, nhưng mà sử dụng không được. Không dùng được đó. Kiểu như vàng nó nằm trong quặng, cho nên thành ra là tạp chất với vàng nó lẫn lộn, vàng với tạp chất lẫn lộn cho nên dùng không được. Mang đi làm cà rá dây chuyền nhẫn làm không được. Bây giờ phải lọc hết tạp chất ra. Còn rồng vàng 24 carat 4 số 9 vàng tinh rồng đó, thì lúc đó dùng được. Mình bị tạp chất tham sân si ngã mạn ái dục nó trộn lẫn trong này, cho nên thành ra tất cả những khả năng về tánh đức không lưu lộ được. Tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mất sạch hết rồi. Có tánh đức nhưng mà không dùng được tánh đức. Vậy bây giờ lấy cái công đức quả giác của Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi,
quả địa giác của Phật A Di Đà làm nhân địa tâm, và lấy tánh đức này sẵn có niệm Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương, và niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Cảnh giới này sâu lắm, Ngài làm được, Ngài làm được. Nhưng mà đi vô cảnh giới này phải là không còn một niệm chết sạch hết. Xây chùa độ chúng tiền bạc, mọi cái tâm cử động không còn một niệm. Muốn như vậy thì phải đi từ chập chững, bằng miệng niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhỏ tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hơi lớn tiếng công phu Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm A Di Đà Phật, giữ như vậy, chú trọng tại nghe, lâu ngày chạy tháng tánh đức của mình bắt đầu chạm được với câu Phật hiệu là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng giác, là quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi. Thì hai cái pháp và cái tâm này gọi là tâm pháp tương ưng, tâm pháp nhất như. Tam niên chi tiền dĩ tâm ấn pháp, 3 năm đầu, 7 năm đầu, 10 năm đầu lấy cái tâm vọng tưởng điên đảo sằng bậy ngu dốt của mình, nghiệp chướng sâu dày gieo vào biển giác của A Di Đà Phật không gián đoạn, không cho xen tạp. Một niệm này mà thuần nhất. Tam niên chi tiền dĩ tâm ấn pháp, tam niên chi hậu dĩ pháp ấn tâm. Lúc này pháp với tâm mình bắt đầu nó hòa quyện như nước với sữa, tâm pháp bình đẳng bắt đầu thực chứng viên thông, vì nghe danh hiệu là tu nhĩ căn viên thông. Làm được không? Không chịu làm thôi chứ sao là làm không được. Không chịu làm thôi chứ làm sao mà làm không được. Bởi vì Đức Phật biết căn cơ của mình là tu cái chuyện này được mà. Còn nếu mà đi thẳng vào nguồn tâm, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự, giáo ngại biệt truyền, đi bằng con đường chân không thì cái này khó. Đi đâu nó cũng dính vô ngũ âm ma, sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ âm ma, khó thoát ra nổi nó. Chỗ này là phơi bày trọn vẹn của sự lý viên dung của tịnh độ. Đừng nói, đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo, rồi chẳng niệm Di Đà Tây Phương. Đừng chỉ cầu Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương thầm gia hộ mà quên đi Phật A Di Đà trong tự tánh. Chỗ này quá siêu luôn. Có người thì chấp lý bỏ sự, chỉ làm sao cho tánh đức được lưu lộ ra và tu hành để nhận ông Phật trong tâm, khỏi còn Phật bên ngoài. Nhưng mà họ không ngờ rằng trong cuộc sống hiện sinh bình thường, chưa phải là pháp liễu sanh thoát tử, cần phải có người bên ngoài. Coi đi, hôm nay về đây không có người trải ghế cho mình ngồi dưới đất mỏi chân không? Mỏi chân chứ, đúng không? Chút nữa ra phóng sanh rồi đói không có cơm ăn, cũng phải nhờ người nấu cơm chứ, đúng không? Rồi đến đây ai cũng mặc áo tràng đẹp hết trơn rồi, đâu có ai chuồng trần ta. Phải nhờ người dệt vải. Dệt rồi phải nhuộm nữa, màu vàng, màu lam đồ đấy. Có phải nhờ người bên ngoài không? Phải nhờ người bên ngoài. Đó là một pháp hiện sinh nhất ẩm nhất trác. Ăn uống không á, bận ăn mặc đó nè, phải cần có người bên ngoài. Còn hạng phàm phu nghiệp chướng đầy bụng dạ, tâm vẫn đục si dại mà không cần Phật lực gia trì, đây là coi như gần như là mình mất đi cái phước phần mà người ta giới thiệu cho mình. Giới thiệu cho một công ty đó, công ty đó ông chủ đó quá tốt, ông giàu có đầy đủ của cải luôn, và ông có thể khoan dung cho người đó, và ông sẽ giúp đỡ người đó mọi kiểu luôn, tiền bạc, vợ chồng, con cái, cuộc sống quá đầy đủ luôn. Mình được một cái uy tín gì đó không biết, được vào công ty đó, mình vô mình nói trời công ty này sung sướng quá, thôi dẹp đi, tôi đi công ty khác khổ tôi mới chịu. Mình thấy người đó khô hay dại? Khô hay dại? Quá dại. Giới thiệu một công ty Tây Phương Cực Lạc, trời ơi bên đó là tuyệt luôn, không?
Trời ơi, về đâu có cực khổ lắm đâu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện. Nhiều đó niệm câu Phật hiệu, tâm hợp với Phật được về, đâu khó. Mà lý do gì khó? Lắng nghe với lý do gì khó? Khó là cái thói quen, đó là nghiệp lực, là bướng bỉnh, là ngang ngạnh, là chấp trước của mình. Không ai phục được mình. Chừng nào cái khổ nó hành cho ra bã rồi đó, lúc đó mới thấy là nhân quả có. Đúng không? Bây giờ đang ăn uống cua ghẹ nhậu nhẹt, ăn chơi trai gái, có ai nghĩ nhân quả này là xấu không? Không dám nghĩ. Dám nghĩ nhân quả này là xấu thì sao dám làm? Đúng không? Sao dám làm? Họ nghĩ đây là hưởng thọ, chết không còn đâu. Không còn. Phần hồn cũng phiêu tán mất luôn và thể xác cũng mất luôn. Tha hồ bây giờ là ăn chơi cho nó sa đọa cỡ nào nó sa đọa đi, không có đâu. Họ phải nghĩ như vậy họ mới làm được. Chứ nếu mà có đời sau thì họ phải tích lũy những điều thiện để một đời nó hơn một đời chứ. Để sau đời sau hơn đời này chứ ai mà ra cái nông nổi như vậy. Cố gắng mở mắt đừng có hiu hiu, hít thở vô nè, hít cho sâu vô. Đang giảng không được hít thở nè. Trời ơi, sướng quá, ngồi không hít thở mà còn ngủ nữa. Trời. Hay cái câu ở chỗ này hay quá chừng. Hôm bữa có nói rồi, đang giảng ở khu chuyên tu, hôm qua kêu thầy Tánh lục lại mà thầy bận, chúng tôi lục lại hết cái tập hồ sơ thấy được câu này. Đừng coi tự tánh Di Đà rốt ráo là tự tánh, là Phật tánh của mình là thành Phật. Không có tăng chút nào và xuống địa ngục cũng không giảm thức nào. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Đừng coi nó là tự tánh, đây là rốt ráo viên mãn. Và rồi chẳng niệm Đức Phật A Di Đà Bây Tây Phương. Nếu người tu tịnh độ mà chấp lý bỏ sự như vậy. Và Ngài có nói một câu nữa, khi tịnh tọa đừng có bắt chước những bọn ngoại đạo là tịnh tọa không, không niệm Phật. Người niệm Phật vãng sanh, tịnh tọa cũng niệm Phật, kinh hành cũng niệm Phật, lễ Phật cũng niệm Phật, và theo Phật cũng niệm Phật. Được rồi. Cái này Ngài dạy cho một cái vị đó. Vị đó nói tôi là thiền, con là thiền tịnh song tu. Cái ông thiền cũng chả ra thiền, mà tịnh cũng ra tịnh. Ông biết thiền như thế nào? Minh tâm kiến tánh thành Phật là thiền. Thời nay tìm gì ra khó lắm. Tịnh độ là tức là người ta đã ngộ được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, và họ nắm chắc phần vãng sanh mới có tịnh độ. Ông thiền cũng chưa có tịnh độ, cũng không có. Thôi ông bắt chước theo bọn ngu phu ngu phụ như chúng tôi để mà cầm cặm cụi mà lo niệm A Di Đà Phật đi. Đừng có lý xì cuồn nữa. Nhiều người ngông ngông nghênh nghênh, học được ba cái lý thuyết rồi ngông ngông nghênh nghênh nhiều lắm. Ngày vỡ trong đó Ngài la thẳng tay luôn. Hôm nay không phải chúng tôi bắt chước Ngài ra oai nói như vậy, mà chúng tôi đang nói bản thân chúng tôi lúc trước cũng băng bị vướng cái chuyện này. Thấy người ta niệm Phật nói trời ơi, niệm Phật giàu có niệm Phật nó quý gì đi nữa cũng như mạc vàng, mà mạc vàng, mạc của cái vàng là quý phải không, mà rớt vô mắt nó bẩn số. Tâm ông thanh tịnh là tự tánh, ông là Di Đà rồi, ông còn gì niệm thêm cái Đức Phật Di Đà bên ngoài làm cho cái tâm ông nó rộn lên giống như là mạc vàng vô mắt còn số. Trời ơi, đốn phá người ta như vậy. Cái này mà không biết quay đầu chứ biết đọa A Tỳ địa ngục cỡ nào. Chết không? Niệm Phật lấy máu rửa máu. Ví dụ như câu Phật hiệu là mạc vàng với con mắt phàm phu của mình. Ví dụ như là máu. Nói sai bét hết rồi mà bây giờ nhiều người là dùng cái kiểu này. Dùng sai. Cái câu này chúng tôi sẽ nói nhiều lần. Giờ chúng tôi nói đến cái phần mà con người mình ở trong cõi này nạn và khổ nó quay bủa mình không có lối thoát. Tám cái nạn gọi là bát nạn. Hôm qua đó là trong ông Chu An Sĩ ông nói bảy cái điều gặp chướng ngại, bảy cái nạn, bảy cái điều chướng ngại. Nạn lửa, nạn nước, qua chúng tôi nói lửa cháy nước trôi. Mà đúng ra tám cái nạn là như vậy. Thứ nhất là nạn địa ngục. Vô địa ngục là nạn lớn ạ.
Ở trong đó khổ hành hình và gặp chướng ngại liên tục luôn, và phải trả quả báo liền liền liền, và không khởi được một niệm thiện, cho nên càng ngày cứ càng sân hận ác độc, và cứ ở trong đó nó vùi dập cho đến vô lượng đời kiếp. Đây là cái nạn. Nạn thứ hai là ngạn ngạ quỷ, đói khát. Chúng sanh do tạo tâm tham, cho nên thành ra khi bỏ thân vào cảnh ngạ quỷ. Chúng sanh do hiện hữu này tạo tâm sân quá, thượng phẩm của tâm sân, cho nên thọ mạng hết vào địa ngục. Nạn xuất sanh là do si mê tối tâm, hành động phi pháp với những luân thường đạo lý, nên phải chiêu cảm quả báo thọ xuất sanh. Vì sao họ thọ xuất sanh? Năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, phá vỡ, không đủ 5 điểm. Nó phải 10 điểm mà không đủ 5 điểm. Rồi 8 cái chữ gọi rằng là để thành một con người hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. 4 cái chữ đó là cầm kiệm, ôn cung, phá sạch hết và không đủ tiêu chuẩn. Thì là loài xuất sanh. Và nạn thứ tư đó là nạn sanh lên cõi trời trường thọ, không gặp được Phật pháp và thọ hưởng rất lâu dài. Và nạn thứ năm đó là sanh lên Bắc Cô Lô Châu hoặc là thắng xứ. Người sinh ở cõi này họ mãi mãi tham đắm hưởng lạc nên chưa gặp được Phật pháp. Nạn thứ sáu là đuôi điếc câm ngọng. Dẫu được sanh ngay thời Phật nhưng mà đuôi không thấy Phật, điếc không nghe lời Phật, câm không nói được tiếng niệm Phật. Đây cũng là cái nạn đuôi điếc câm ngọng. Nạn thế chí biện thông là nạn thứ bảy. Hạng người này tuy có thông minh, học nhiều, đem lý luận ra để mà so đo với mọi người chứ không có thực hành. Thì như vậy là những người nằm trong những cái nạn này thì thường là họ phải gặp những cái trở ngại tai ương. Trở ngại tai ương. Và những cái nạn mà bên phía bên An Sĩ Tuần Thư có nói, đó là những sự khổ là nước trôi lửa cháy, ngục tù oan uổng, 4 là nạn trộm cướp, 5 là nạn chiến tranh binh lửa, 6 là nạn mất mùa đói thiếu, 7 là nạn dịch bệnh truyền nhiễm. Thì đây là những cái nạn mà con người mình ở trong cõi này phải gặp. Phải gặp những cái nạn này. Mà muốn tránh những cái nạn này thì con người chúng ta phải làm sao? Không tạo cái nhân này nữa. Nếu mà tạo nhân ác mà không gặp quả xấu, nạn xấu thì cái chuyện này không bao giờ có. Cho nên trong Chu An Sĩ hôm qua chúng tôi có nói về cái việc mà ông nói rằng là kẻ phàm phu chúng ta thích hưởng những cái quả ngon, quả ngọt, quả tốt mà không chịu làm nhân tốt, sợ quả xấu nhưng mà không chịu tránh nhân xấu, thích làm nhân xấu, những nhân xấu ác, tham sân si, sát trộm dâm dối, họ thích làm. Gặp quả khổ rồi họ tìm cách để trốn, để tránh. Họ trộm cắp và lương lẹo dối trá, giữa anh em cha mẹ với nhau luôn cũng tìm mọi cách để lương lẹo dối trá. Trong nhà là họ tính toán từng ly từng tí, gọi là khôn nhà mà dại chợ. Ở trong nhà là họ coi như là sòng phẳng, ra bên ngoài là họ làm giống như là đại gia, cũng như người tốt. Thì gần như là người này toàn là trọng danh mà ghét thật, họ không thành tựu được. Thì người này sẽ gặp chướng ngại khổ đau. Người này sẽ gặp cái gì? Gặp rắc rối và coi chừng chết trước tuổi thọ. Cho nên muốn tránh những cái nạn tai thì không làm nhân xấu ác. Nhưng mà nếu mình chỉ cho họ đừng làm nhân xấu ác, họ chịu không? Con người ở trong cõi này hầu như họ không có chịu. Kêu họ thôi đừng ăn thịt chúng sanh nha, đừng có sát sanh nha, đừng có hại vật nha. Họ nói ăn đang ngon mà cha mẹ cũng ăn có gì đâu. Rồi họ vẫn tiếp tục họ làm. Khi bệnh hoạn rồi họ vẫn chưa nhận ra là đây là cái quả ác, quả xấu, họ chưa nhận ra luôn, không chịu nhận ra luôn.
Bác sĩ chữa không được, họ nói đây là số phận, họ phải chết thôi, không phải là do nhân ác. Kinh khủng không? Đến cái lúc mà quả báo xuất hiện rồi vẫn không nhận luôn. Thì nếu ai chỉ cho họ được tránh nhân ác rồi làm cái nhân thiện để họ đời đời kiếp kiếp được hưởng quả thiện, thì người này đang tạo phước đức và công đức của bậc trung. Còn bây giờ họ đói, mình cho tiền. Họ bệnh, mình giúp tiền chữa bệnh, tìm bác sĩ. Đây là giúp cái quả của họ đã trổ ra rồi nè. Họ bị lũ lụt, mình đem tiền bạc đến để mình lo lắng. Thì đây là mình lo cái quả họ đã bị trổ ra rồi. Thì cái này là mình giúp họ chỉ là cái phước đức bậc hạ, cái phước đức này rất là nhỏ. Nhưng mà mình cũng phải làm. Ông Chu An Sĩ nói là phước đức nhỏ mà nhiều cái điều nhỏ này nó trở thành điều lớn, không bỏ. Cho nên Tổ sư Ấn Quang là hai việc chính của Ngài là in kinh sách để đem lại lời thánh hiền, để người đó biết cái nhân xấu ác người ta tránh, biết cái quả thiện lành để người ta làm. Thì đây là phước đức bậc trung. Bên cạnh đó đem những cái lời khuyến dụ cho người đó để mà người ta tu cái nhân liễu sanh thoát tử, đó là quả giác của Phật A Di Đà. Làm nhân địa để họ tu, để họ liễu sanh thoát tử, đây là phước đức công đức bậc thượng. Hôm qua chúng tôi nói cái điều này mà chưa có sâu, hôm nay chúng tôi nói lại cái điều này. Bọn phàm phu chúng ta si mê trí tuệ chưa có sáng suốt như Phật. Và Ấn Tổ hay ví dụ chúng ta là vô minh giống như kẻ mù. Mắt thịt của mình thì có, nhưng mà pháp nhãn, Phật nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn của mình bị lu mờ. Cho nên chỉ còn có mắt thịt, cho nên không phân biệt đâu là tội phước, đúng sai phải trái. Giống như kẻ đi trong đêm đen, mù rồi mà đi trong đêm đen, thì không khỏi phải va tường đụng vách, sưng đầu mẻ trán và sa hầm sụp hố. Hình dung ra cái ví dụ này. Hình dung ra thấy tham của cải đến ào ào, chỉ biết một mình hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, không biết chia sẻ cho người khác, không biết làm phước. Cái lúc cùng đường mạt lộ đau khổ rồi bắt đầu kêu gào người khác. Như bình thời mình đang giàu có, đang yên ổn, không biết chia sẻ cho người khác, không biết giúp ích cho người khác, chỉ trong gia đình mình để hưởng thôi. Thì lúc lâm chung cũng như lúc hoạn nạn, chỉ trong gia đình mình cứu mình thôi. Không ai cứu mình, không có ông thần nào cứu mình, không có ông táo thần nào đến được, không có Bồ Tát Phật nào đến với mình. Do cái tần số của mình nó chỉ ngang đến đó thôi, là bắt đầu thọ hưởng giống như loài súc sanh rồi đó. Lúc loài súc sanh là làm sao? Có miệng mà ăn không được nữa, ăn những cái đồ tanh tưởi tạo nghiệp xấu ác, cho nên bây giờ có miệng rồi mà ăn không vô nổi. Con heo nó có miệng, có chân, có tay, bốn chân của nó mà đi kiếm thức ăn không được, bị người ta khóa nhốt nó lại. Rồi con người bắt đầu đang bị quả báo hành hình là bệnh hoạn nha, là nó đem vô nhà thương, họ bỏ trong đó, họ đóng cái củi, họ để trong cái phòng. Có tiền chút là cho phòng lạnh lớn chút, không có tiền cái phòng nhỏ nhỏ, mà không có tiền ra ngoài hè luôn, cho hồi bệnh viện Chợ Rẫy. Còn sao là Chợ Rẫy vậy ta? Mấy người dưới giường dưới rẫy họ lên đông như cái chợ, gọi là Chợ Rẫy. Bệnh viện đó là bệnh viện bình dân Chợ Rẫy á. Ở dưới giường dưới rẫy lên đông quá trời luôn. Nằm ngoài hành lang không luôn. Không có thân thế, quen biết, không có tiền bạc, nằm ngoài hành lang, hết chỗ nằm rồi. Trời, lúc đó nhìn tội nghiệp quá trời luôn. Không có tiền thuê nhà trọ, đứng trên cái lan can nhảy xuống cái bịch cái chết. Họ phải rào chắn lại. Thì lúc này bắt đầu có chuyện xảy ra, tai nạn đến, nghiệp chướng đến. Đang mang thân là con người mà khổ không nói nên lời, cũng vẫn chưa biết là lý do gì khổ luôn. Không biết lý do gì, không có tiền luôn, không biết, không tin nổi nhân quả là do trộm cắp, do lương lẹo dối trá, không tin nổi luôn. Bệnh hoạn do sát sanh, ăn thịt chúng sanh, không tin nổi luôn. Thôi, nhân quả khó tin dữ vậy ta. Giáo dục cổ thánh tiên hiền thì còn có thể dễ tin. Ông Du Tịnh Ý Công là một biểu pháp, Bồ Tát biểu pháp để cho mọi người tin thì dễ một chút, bởi vì có nhân vật đó.
Mà tôi coi lại đĩa hai, thấy ông Tao Thần không đến, kinh thiệt. Mà coi lại cái đĩa này, ông đấy ông phải xử lý ông lương thần vô đô này, kinh khủng luôn. Ông nói từ trong ruột gan vậy mà cũng còn cống cao ngã mạng, kêu tôi còn làm thiện làm phước, làm phước. Cái ông coi lại đi. Ông cái bộ phim này từ nhỏ giờ chúng tôi ít có coi phim, chứ từ khi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, người nói không coi tivi, đừng coi phim, chỉ lo niệm Phật cho nó y theo thầy dạy, không có coi phim, không coi kiếm hiệp, phim tình cảm hay thời sự, không có thời gian coi, chỉ niệm Phật, lo coi kinh sách đồ vậy. Chúng tôi thì thực sự thì phước báu thì thực sự là kém. Quý vị nhìn thấy như vậy cho lúc trước là thê thảm lắm, vừa bệnh hoạn vừa trong túi không có đồng nào, mà nhờ có cái là ham học, thích học kinh sách và thích đi giảng. Giảng xong rồi lấy cái máy nhỏ nhỏ thâu lại năm 1990 là bắt đầu mở ra nghe lại. Cho nên cái việc mà con người mình gặp nạn là thường không hiểu ra, đến nỗi ông vô tỉnh ý, ông judo đó mà ông không biết lý do gì mà nó có thể nghèo cùng túng thiếu, vợ thì mù khóc vì đứa con mất, đứa con gái bị khùng rồi. Chúng tôi nói cái cảnh nó kinh khủng luôn. Mà đây là câu chuyện có thiệt chứ không phải bộ phim tự bịa đặt lên. Hòa Thượng thêm một xúc chút Phật Pháp vô nữa, trời đậm đà quá chừng luôn. Hay quá chừng cái bộ phim này. Ổng làm ác mà trong tâm ổng không thanh tịnh, ổng tạo nghiệp ác nhưng mà ổng không biết luôn. Kinh khủng. Rồi ông Táo Thần đến ông chỉ cho mới biết được. Thấy không? Con người mình mà không có người đi trước, không có Phật Bồ Tát dẫn lối cho mình thì mình như kẻ mù đi trong đêm đen, chết ngay. Chị không nói đâu. Đó, ngay cái con đường tu như chúng tôi đã là đi tu rồi, mà tu pháp môn tịnh độ mà láng sáng là coi chừng. Láng sáng là bột chộp, nôn nóng, niệm Phật một chút tâm thanh tịnh, nhìn thấy bên ngoài cái gì đó, hào quang ngũ sắc đồ, vướng vào cảnh tướng một cái là thôi xong luôn. Suốt ngày cứ mơ tưởng cảnh tướng đó rồi thôi, ma dự phát cuồng nhiều lắm. Không phải dễ đâu. Bộ văn sao này là phải nói là cổ kim từ xưa nay, mà Ngài Hoàng Nhất nói 300 năm lại đây, đây là một vị duy nhất mà. Tổ sư Ấn Quang là một vị duy nhất trong 300 năm lại đây. Tức là cái thời Ngài Hoàng Nhất đó gặp chướng ngại cũng phải cần có Ấn Tổ để mà viết thư để mà giải đáp và hóa giải. Ngài tu đến cái cảnh giới Ngài thấy thân mình là không, dính vô trong chấp không cổ sắc ấm và muốn đốt tay để cúng dường Phật. Ấn Tổ cái này chưa được. Ông đốt tay cúng dường Phật, dầu ông đốt cho toàn thân đi nữa, ông vẫn chưa hiển lộ được chân tâm ông đâu. Ông phải về tới Tây Phương Cực Lạc kìa, khai thị. Ngài Hoàng Nhất là một vị phải nói là tu thời đó khét tiếng như vậy mà cũng phải hỏi Ấn Tổ. Những người học trò ngon có gì họ cũng hay hỏi thầy chứ không có làm càn. Ngài Hoàng Nhất là bạn đồng tu với nhau với Ngài, thế mà khi nhập vào cảnh giới thấy toàn thân là không luôn, không nóng không lạnh, không một cái gì chướng ngại hết trơn, vô vào trong cái vẫn còn là chấp không trong cái ngũ ấm ghê, vẫn rớt vào ngon không của ngũ ấm mà Ngài cảnh tỉnh liền. mình đi giỏi gì cũng vô tới đó coi chừng. Những cái bộ văn sao là một bộ coi như là từ điển bách khoa thực dụng toàn tập xưa nay cổ kim chưa từng có, lưu truyền sức ảnh hưởng còn lại phải 9.000 năm nữa. Cái người mà đi vào cảnh giới sâu và công phu sâu không có bộ văn sao dẫn dắt pháp môn tịnh độ là chướng ngại rất nhiều. Đây là bộ sách gói đầu giường, phải thẩm thấu. Như vậy Ngài đề xướng một cái gì trong cái bộ văn sao này? Nhân quả. Rõ được nhân ác, thấu triệt được nhân ác, nhất định không làm. Nhân ác phát xuất từ đâu? Lắng nghe nè. Từ khởi tâm động niệm của tư hoặc tham sân si mạn nghi, cổ kiến hoặc thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, gọi là khởi tâm động niệm, gọi là khởi hoặc. Rồi bắt đầu tạo tác hành vi là tham sân si, bắt đầu tạo tác hành vi với cái
với cái động lực của cái tư hoạt này là phải hành động sát trộm dâm dối. Ghê. Ngài nói bây giờ con người mình tạo nghiệp ra không ngoài 6 căn ba nghiệp: căn mắt, căn tai, căn lưỡi, căn mũi, căn thân, căn ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5 căn trước của thân và khẩu. Và căn ý đó là tham sân si. Tạo nghiệp cũng không ngoài 6 căn ba nghiệp này. Nếu mà 6 căn ba nghiệp này quy vào câu Phật hiệu, mắt của mình là gì? Thì nó nhìn chút mũi, không cho nó tán loạn. Tai mình nghe câu Phật hiệu, miệng mình niệm câu Phật hiệu, ý mình nhiếp vào câu Phật hiệu, thân mình đang trang nghiêm để đảnh lễ Phật, thì 6 căn ba nghiệp đang niệm câu Phật hiệu thì công đức này không thể nghĩ bàn. Còn 6 căn ba nghiệp này mà chạy vô trong trần cảnh để tạo nghiệp xấu ác thì tội ác cũng không gì bằng. Mà cùng cực cổ 6 căn ba nghiệp nghịch chiều với tánh đức, khai triển nó triệt để là đọa A Tỳ địa ngục. Mà thuận chiều với tánh đức khai thác triệt để và lấy quả giác là câu Phật hiệu của Phật A Di Đà, mà chịu niệm, mà lấy thần chú đại bi, lấy danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, khai thác cái tánh đức đến tột cùng là người này về ở với Phật và người này sẽ thành Phật. Con người mình có khả năng khai thác được không? Được. Hôm nay quý vị ngồi chịu nghe mà lắng tai mà hoan hỷ cung kính thì đây là thiện căn quý vị lớn. Cả một đức trọng Đà Lạt, khắp nơi mình biết số lượng người bao nhiêu mà ngồi nhiêu đây. Tịnh độ khó tin, và rất khó tin. Khó tin mà dễ hành. Khi hành được thì thành quả lại vượt trội. Không gian và thời gian không có ý nghĩa với nó. Phải ba đại an tăng kỳ kiếp là thời gian, nhưng mà gì, chỉ trong một đời vãng sanh. Đây là pháp môn mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thuyết thành thật ngôn, tán thán Đức Phật A Di Đà là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương, là vị Phật trung tâm, là đệ nhất trong tất cả các vị Phật. Cho nãy chúng tôi có nói cái ý mà nó chưa có hết cái ý, là mình sống mình có phải độc lập một mình từ khi đẻ ra là trơ trụi luôn không? Tự nhiên trên trời nó rớt xuống, dưới đất nó chui lên, không có cha mẹ gì hết luôn, không có áo quần, không có ăn uống, không có gì hết đâu. Bồ Tát hiện thân là Bồ Tát hộ minh ở cung trời đau xuất, cũng phải là vào trong cung vua, cũng phải là biểu pháp là một con người mà. Khi đã là một con người rồi là phải có cái nhân, cái duyên để sống, cái nhân duyên để sống, là phải có cha, có mẹ, rồi có của cải vật chất, có quần áo, có nhà cửa. Cái đó là gì nè? Cái đó là tha lực, tha là bên ngoài. Cái đó nó giúp cho mình có một cái cuộc sống sinh tồn và sức khỏe để mình vươn lên, gọi là tha lực. Đó là cuộc sống hiện sinh trong cuộc sống đơn giản thường tình nè, mà còn phải có những cái gì bên ngoài để hỗ trợ cho mình. Còn đối với tâm linh của mình là tham sân si đầy bụng dạ, nghiệp chướng sâu dày, mà không cần có Phật lực, pháp lực, thì làm sao mình có thể thành tựu được? Không thành tựu được. Chỉ có những người thành tựu đó là bậc thượng căn thượng trí, các hàng Bồ Tát tái lai, thì họ coi như đã nhiều đời làm cái chuyện này rồi, đã nương Phật lực, pháp lực rồi, đời này họ tự lực họ đi rất là dễ. Cho nên sáng trước khi chúng tôi lên đây, Ngài có nói cái chỗ này: nếu tâm ông không phải là Bồ Tát, mà cảnh càng rộng tâm ông thì càng loạn. Còn các tâm các vị là Bồ Tát, cảnh càng rộng thì tâm các vị Bồ Tát càng chuyên nhất, công đức càng thù thắng. Ví dụ tâm là Bồ Tát, họ xây mấy chục ngôi chùa, họ làm độ bao nhiêu trăm ngàn tăng ni cũng là bình thường, càng độ công đức ngày càng lớn. Bởi vì tâm của các vị Bồ Tát có thể dung chứa được mà. Mình uống một hơi hết một cái biển cả đại dương, tâm mình có dung lượng như vậy, mình uống có khả năng như vậy thì nước đâu thành vấn đề. Và tâm mình đã đi vô gọi rằng là Bồ Tát đăng địa nhất sanh bổ xứ, những Bồ Tát mà coi như là đã phá được vô minh rồi, thì cảnh càng rộng tâm ngài càng chuyên nhất. Chỗ này lắng nghe cho kỹ. Còn tâm mình là phàm phu mà cảnh càng rộng thì nó càng loạn, chùa càng lớn thì coi chừng càng loạn, mình không quán xuyến, cái dung lượng của tâm mình không chứa đựng nổi. Chúng tôi nói đến điều này để mọi người phải hiểu biết mình. Tâm mình chưa có bao dung rộng lượng như Bồ Tát, mình là phàm phu mà cứ càng đông người vô thì càng có trở ngại đó. Nghĩa là cái điều mà Ngài răn dè bọn phàm phu chúng ta.
Cho nên hôm nay ai cúng đất cúng chùa tuyệt đối không nhầm. Qua chú Linh xuống ở khu chiến tu chiều 5-6 giờ mà đáng lẽ chú công phu mà cũng phải bỏ công phu xuống để lo bắt điện được cho các cụ đi, sợ dấp tối té. Chúng tôi có nói hôm nay cảm giác thầy xây dựng đến đây là ngưng được rồi chú. Nhiều lúc thấy mấy cụ nằm dọc dọc ở bên ngoài các nơi thấy tội quá. Nhưng mà thấy tội gì để nữa cũng chưa bằng ở trong nhà thương đâu. Đúng không? Nhà thương còn thấy tội hơn nữa. Thôi, thiếu thiếu khổ khổ như vậy mà Phật thương. Làm vô cho đẹp 5 sao, 7 sao rồi chấp vô chỗ đó rồi cuối cùng ra đi không biết đi đâu. Nguy hiểm lắm, thôi cứ để khổ khổ như vậy. Với khu chiên tu cũng ổn rồi, trên này cũng ổn rồi. Cứ ở như vậy mà chân thật, đừng khởi một niệm gì khác nữa. Niệm câu Phật hiệu này làm sao 20-30 năm. Thực sự như ngày 3 năm là ngày vô sự nhất tâm rồi. Mà ngày niệm một câu Phật hiệu này 20 năm không có gián đoạn, ngủ cũng vẫn niệm trong đó luôn. Ai là gia thức khi ngủ vẫn nhận được tín hiệu câu Phật hiệu từ nơi mạt na là thức thứ 7 là ý căn, nhận luôn. Thì rằng ý thức khi ngủ say nó mất, lên cõi trời vô tưởng nó không còn nữa, chết giấc ngủ say nó mất, nhưng mà mạt na thức vẫn còn ầm ĩ cái câu Phật hiệu do hàng ngày ý thức nó huân tập. Còn mình hàng ngày ý thức huân tập tiền bạc danh lợi đủ thứ tiền tình trong đó, tối ngủ rồi sao? Nằm mơ thấy ông chồng mình đi theo người khác, thức dậy kêu anh đi đâu đâu anh, ôi trời anh ơi, trời ơi, mò qua bên hông ông chồng ông quấn cái tát vô mặt bà, nằm mơ vô duyên tôi đây cho đi đâu hả? Trời ơi, tôi thấy ông rõ ràng trong đêm qua, trong đêm mà tôi nằm mơ đêm này là tôi thấy ông đi theo một con nhỏ nó đẹp quá trời luôn, tôi kêu ông rác cổ họng ông không quay lại, cuối cùng ông nằm đây hả? Mơ đó là từ đâu vậy? Từ hàng ngày trong cái tâm mình, ý thức mình suy nghĩ bắt đầu nó dồn chứa vô ai là gia, nó vô ai là gia xong tối thằng mặt na nó quay lại, giống như cuốn phim thâu rồi quay, thâu rồi phát, thâu rồi phát, muốn vậy không? Hay là muốn tâm mình chỉ thâu câu A Di Đà Phật, ông cứ đi đâu cho ông đi luôn, không có tình nghĩa. Nhưng mà đừng có đuổi nha, hôm qua cái lá thư cô đó, cô cãi lộn, cô đuổi ông đi, rồi bắt đầu ở nhà khóc vô duyên. Đuổi người ta đi rồi bây giờ tự nhiên nhớ buồn khóc, trời ơi sao anh đành bỏ em đi. Trời ơi thiệt tình vô duyên. Vì sao có nhiều người tin là con người không thể thành thú được, và thú không trở thành con người, trong khi đó là kinh Phạm Vọng Đức Phật nói người chết làm dê, dê chết làm người, người chết làm cọp, cọp chết làm người, người chết làm chim, chim chết làm người. Kinh Phật nói mình thì không có trí tuệ như Phật, không có thần thông, không có cái đạo lực như Phật, nhưng mà mình phải tin lời Phật, mà có nhiều người họ không tin. Thì ông Chu An Sĩ ông nói hôm qua chúng tôi có nói, ông nói rằng sở dĩ vì sao con người có Phật tánh, có tánh biết là ham sống sợ chết và biết đói, nó kêu lúc hồi trước tôi ở nhà bà cụ bà nuôi mấy con heo, có những con thì bán, có những con đến Tết thì mình giết, thường đến Tết là giết một con ăn khỏi đi mua tốn tiền, mà vì Tết thịt nó mắc mà, thì khi mà nó đói nó kêu dữ lắm, cái miệng nó chóc lên trên cái chỗ cái chuồng heo mà cái mình gác cái cây ngang qua gì làm cái cửa nó ra không được á, nó kêu mà cái miếng mồm nó chảy ra hết trơn, mà cụ mới kêu tao mày không có quậy cháo heo cho nó nhanh đi, cho con heo nó ăn, nó đói nó kêu mày thấy không? Kì, dạ trời ơi, quậy để vô trong cái thau nước quậy, nó chưa có kịp nguội bỏ vô con heo nó chập nó nóng nó la. Bởi vì quậy chưa khô, quậy chưa có nguội mà đi chơi đá banh. Trời, con heo đó, nó ăn xong nó la còn dữ nữa. Rồi cái ổ con heo nó ăn mà sao nó còn la, cuối cùng nó phồng miệng. Áp, trời. Bà già mới kêu teo. Chạy về bà cầm cây bà dưới bà quýnh. Hồi nhỏ mà, nói chuyện hồi nhỏ.
Vì sao vậy? Vì sao con heo nó biết nóng miệng, nó kêu, rồi nó biết đói, nó kêu vậy? Nó có tánh linh. Mà tánh linh nó bị nhốt trong nghiệp báo là bị xài hết phước, cho nên người ta thảy cái gì là ăn cái đó, không cho ăn là phải đói thôi. Sao có tánh linh mà bị như vậy? Bây giờ nó xài hết phước rồi. Và cái tâm hổ thẹn đó cũng hết luôn, cho nên thành ra có ai may quần áo cho con heo con bò. Nhưng mà mình là có tánh linh, mình có hổ thẹn, cho nên trời, bữa nay mà vô không bỏ quần áo là kỳ lắm à, đúng không? Còn hổ thẹn, còn hổ thẹn cho nên phải mặc quần áo chứ. À, mặc coi dễ kỳ chết rồi, con heo khỏi mặc luôn. Nó có hổ thẹn đâu, nó là thức ăn do cho mình mà mặc nó làm chi, đúng không? Rồi mùa nóng mùa lạnh, mình thì mùa nóng thì mình bận áo mỏng, bận đến loại áo dây luôn, trời ơi kinh khủng thiệt. Rồi chắc từ từ khỏi bận như heo luôn quá. Rồi xong rồi cái gì nữa, mùa lạnh thì được áo bông đồ bận ấm, mà con heo mùa nóng mùa lạnh gì nó cũng nhiều đó. Vì nó hết phước ăn bận rồi, ăn bận hết á. Rồi con người mình có tánh linh và cái trí hướng thượng, mà trí hướng thượng cho nên con người phải đứng hai chân để đi thẳng. Cái tâm hướng thượng cho nên sanh ra cái thân con người phải đi thẳng. Còn con heo hướng hạ và đi ngang, cho nên nó là bàn sanh, nó đã đi bốn chân, nó đi ngang, cái tâm nó là hướng hạ, để cho nó hướng thượng thành người, để mà kêu mà thành Phật Bồ Tát. Chữ người kêu heo heo, mày biết má mày là heo, nó cứ ép, nó không biết gì đâu, đúng không? Bởi vì nó là si mê mà làm gì nó biết má, kêu tiếng má làm gì biết tiếng ba, làm gì biết tiếng anh, tiếng chị, làm gì biết, đúng không? Mà mình kêu má mình biết không? Biết cho má mình, nhưng mà bây giờ cũng chả biết má là gì luôn, và bả khổ sướng gì kệ. Thì Ấn Tổ nói cái này thì đồng cầm thú. Hay, lý giải hay. Tuy rằng mang thân người mặc áo, biết hết tất cả mọi thứ luôn, có thể làm được mà không làm trả hiếu, không trung, không lễ, không nghĩa, thì người này là đồng loài cầm thú, đúng không? Chỉ chờ thọ mạng hết là vô trong bụng heo, bụng thú thôi, chứ không có nói gì hết. Cho nên cái việc mà chúng tôi mong quý vị nghe ở đây, cũng như là thông báo với mọi người, người nào có nhân duyên với mình nói hoài. Nhiều lúc mình nói ông chồng mình, con mình một lần nó không nghe, nó không có chịu về. Họ không có chịu về cái chuyện mà ăn thịt chúng sanh, rồi mình sẽ làm súc sanh để nó ăn thịt lại. Mà người ta không chịu, phải nói hoài, phải năn nỉ, phải tha thiết. Chứ không phải mình chửi rủa họ nữa, mà mình phải nói làm sao để họ kính mà sợ. Cô đó cô nói, ai mà lên chùa thầy nghe thầy nói về cái chuyện ăn thịt mà không sợ thì cái người này gan cùng mình, thấy lạ. Ở trong này ai ăn chay trường đâu giơ tay hết rồi. Đó, thấy chưa? Còn mấy mạng cũng khá nhiều đâu, thấy chưa? Giờ nghe tiếp nè nghe. Loài súc sanh á, nó có một cái sự báo oán kinh khủng lắm. Khi nó chết rồi, cái tâm nó chưa lìa khỏi cái xác thân nó. Con người mình cũng vậy, hoặc nó lìa nó cũng đứng vòng vòng nó nhìn. Cái điều này là chứng minh thực tế luôn. Gia đình chúng tôi là khi giết con heo, vừa ăn 30 Tết là có chuyện trong gia đình liền. Vừa giết 29, 30 Tết là bữa Tết đó có chuyện ngay. Bữa Tết đó ông cụ ông nói thôi bà, làm bánh hỏi thì cũng cả năm trời, thôi bây giờ tôi với bà thôi nghỉ 3 ngày Tết cho đến mùng 7, mùng 8 gì luôn, chứ bà năm nào cũng làm mùng 3 hết trơn. Trời ơi, nhà của mình nghèo khổ mà, mùng 3 lo đi làm, ai cũng đi làm hết trơn rồi, ông ở đây mà ông hưởng đi. Lúc trước bà già không biết tu, bà nói dữ lắm. Bà học thua ông cụ, không biết chữ. Hồi xưa cha mẹ bà ngoại không cho đi chăn bò, cho đi chăn bò không cho đi học, sợ đi theo tay á. Mấy người mà con gái học giỏi là thời Pháp thuộc, sợ đi theo tay, cho nên đi chăn bò cho nó ngu hết đi, khỏi đi theo tay. Mà mình quan điểm vậy. Còn con trai cho nó đi học. Bà không biết chữ mà bà nói lẹ lắm. Bà nói ông cụ nói không lại. Cuối cùng bà kêu thôi mùng 3 ngâm gạo, mùng 2 ngâm gạo, mùng 3 làm. Trời, tôi nói bà, tôi năn nỉ bà, tôi lạy bà, thôi bà cho nghỉ thêm mùng 5 cũng được. Không có mùng 5 gì hết trơn á. Ông nghe chưa, tiền thì lúc nào cũng ngửa tay ra lấy, mà đi làm là không chịu làm. Bà mà làm mà tôi uống thuốc tôi chết, ông chết đi. Trời ơi, mới mùng 1 mà cãi lộn với ăn thịt heo. cái hồn con heo nó còn ở trong đó. Cái hồn con heo nó oán quá, nó ghét quá. Vừa khởi niệm bực tức nói, nó hùa vô cho nói luôn.
nó bắt phải nói luôn. Bây giờ giết nó phải làm sao để nó báo oán lại chứ. Muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho xã hội được hài hòa, an định, muốn cho đất nước được phồn vinh, cũng từ nơi cái tiếng con heo, con thú trong lò mổ nó còn kêu giữa đêm trường, nó còn kêu giữa đêm trường hay không? Sao là cái nguồn gốc từ đây ta? Bởi vì cái nguồn gốc của con người mình sát sanh hại vật, đó là một tâm xấu ác vô cùng là sát sanh. Cho nên thành ra Ngài đề xướng cái việc là ăn chay kiêng dứt, là cái chuyện này Ngài đề xướng mạnh luôn. Còn cái chuyện phóng sanh để mà mình thả một con chim, con gà đó, mình hồi hướng, mình quy y cho nó, để nó trở thành lại một con người, để cho nó thăng hoa cái đời kiếp kiếp của nó, thì nó lâu lâu, con kiến qua bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp nó vẫn chưa thoát con kiến cái kiếp mồ côi của nó. Chỉ dĩ nhiên cái chuyện này mình vẫn làm để mình nuôi cái tánh linh của mình, là tấm đo, là tánh, là lòng từ không giết. Nhưng mà cứu cái quả cho nó để thoát khỏi cái kiếp con kiến hoặc là con ếch con nhái thì biết bao lâu, biết bao nhiêu con. Và cái điều này dĩ nhiên mình làm, nhưng mà cái chuyện này đó là cái phước đức bậc hạ. Mà phước đức bậc trung là nói làm sao họ đừng ăn, họ đừng giết, họ thương súc sanh, để họ là một con người luôn luôn là cứu vật, vật trả ơn. Nói cho họ được cái nhân này là phước đức bậc trung. Cho nên quý vị, để con cái là của cải vật chất nhiều thật nhiều, để về già, về sau nó lập gia đình nó sung sướng hơn, không bằng để lại cho nó cái lời giáo huấn đừng ăn thịt chúng sanh, đừng giết, nên niệm Phật, thương người có đạo đức, phải giữ lễ pháp lễ kính, cho nó cái điều này, đó là cho nó cái nhân tốt. Mình giáo hóa con cái mình bằng cái này, mình có cái phước báu rất lớn bằng với thánh hiền. Vì sao mình làm không được? Bởi vì mình cũng, vì sao mình giáo hóa con cái mình không được? Bởi vì mình cũng đang đời trước, và trong đời này một nửa đời là mình đã tạo nghiệp ác, một nửa đời này bắt đầu mình tạo nghiệp thiện. Mình tạo nghiệp thiện cho nên cái sức ác nó vẫn còn dư âm, mình không đủ sức để nói người ta. Thì phải làm cái gì? Im lặng, dùng thân giáo hóa. Nghe câu chuyện này và nghe cái lời khai thị ấn tổ, đang là con người biến thành con hổ. Điều này Tổ Ấn Quang hay nói, đang là con người rồi mà tâm giả thú đến mức độ biến hình dạng. Hôm qua nghe câu chuyện của Ngài Từ Đạo Hạnh rồi, phải không? Bây giờ nghe câu chuyện này, Ngài Minh lên đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang và những câu chuyện nhân quả. Cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang văn sao: chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dấy động, là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, kiên quyết trừ khử những vọng tình trong tâm họ mà ra. Thời cổ có kẻ cực độc từ ngay nơi thân ấy biến thành mãng xà, có kẻ cực tàn bạo ngay từ chính nơi thân ấy biến thành cọp. Ngay trong lúc nghiệp lực đang mạnh mẽ, dữ dội, còn có thể biến đổi được hình thể, huống chi nhằm lúc sau khi chết đi, trước lúc được sanh ra, thức do nghiệp lôi kéo mà chuyển biến ư. Hai câu chuyện trích trong chuyện nhân quả. Từ xưa đến nay, một chữ sắc đã làm hại biết bao nhiêu người. Có người vì sắc mà rời xa chính đạo, bỏ vợ, bỏ con. Có người vì nó mà tự hủy hoại tương lai. Thậm chí có người vì nó mà làm ra những sự tình khiến trời đất không thể dung thứ. Vạn ác dâm đứng đầu, một niệm dâm dục khởi lên đã là phạm tội, nhất định phải cảnh giác. Đời người bất quá cũng chỉ mấy chục năm, dù cho sống quá trăm tuổi thì dung nhan tuổi thanh xuân liệu có được mấy mùa?
dù là nữ nhân diễm lệ hay nam nhân anh tuấn, khi đã đến tuổi xế chiều, sao có thể tránh được sự tàn phá của thời gian? Lúc đó dù là ai rồi cũng sẽ già nua, mắt mờ chân chậm, tóc bạc lưng còng. Có câu rằng trên đầu chữ sắp có cây đao, cây đao này sẽ chém về phía ai? Khi con người thấy sắc mà khởi tâm, làm việc trái với luân thường đạo lý, thậm chí còn vì nó mà hại tính mạng người khác, thì dù tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay, nhưng liệu có tránh khỏi bị trừng phạt? Trên đầu chữ sắc có cây đao, dùng nó chém người, cuối cùng sẽ bổ về phía mình. Hơn nữa, vì theo đuổi sắc đẹp hữu hạn của thân thể mà hao tổn tâm lực, đây lẽ nào lại là biểu hiện của bậc trí giả? Câu chuyện số 1. Vì sắc hại mệnh, thân người biến thành thú hoang. Vào triều đại nhà Đường, có một vị quan ngự sử tên là Lý Nghiễm. Có một lần ông phụ mệnh đi sứ ở Quảng Đông, đã gặp phải một sự tình rất kỳ lạ. Trên đường đi, Lý Nghiễm đột nhiên trông thấy một con hổ lớn đứng cản đường. Tuy nhiên, khi vừa trông thấy Lý Nghiễm, nó liền nhảy vào trong bụi cỏ. Con hổ nhìn một lúc rồi bất ngờ mở miệng nói chuyện với Lý Nghiễm. Ôi, thiếu chút nữa là ta đã làm hại lão bằng hữu của mình rồi. Lý Nghiễm thấy vậy lại càng hoảng sợ. Cái gì? Con hổ này biết nói chuyện sao? Có điều giọng nói này nghe rất quen thuộc, giống như tiếng của đồng liêu Lý Vi của mình quá. Con hổ nhìn ông ta rồi nói, Lý Nghiễm à, là tôi đây. Từ sau ngày chúng ta cáo biệt, đã lâu rồi không gặp mặt. Hai người nhận ra nhau, mừng mừng tuổi tuổi, cùng nhau ôm lại chuyện xưa, bao ký ức lại ùa về. Lý Nghiễm vô cùng khó hiểu, liền hỏi, Lý Vi, ông sao lại biến thành con hổ thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con hổ bi thương lắc đầu, thở dài nói, có một ngày tôi đang tĩnh tọa, bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng kêu lớn. Không biết vì sao, chỉ giây lát sau, tôi liền biến thành bộ dạng của một con hổ. Hôm nay gặp được ông, thật quá vui mừng. Ông bảo tôi không thương tâm sao được? Vì sắc mà giết hại người phải biến thành thân thú hoang đền tội. Lý Nghiễm suy tư một chút rồi hỏi Lý Vi, ông nghĩ lại xem, trước đó ông đã từng làm chuyện gì khiến mình phải hối hận hay không? Lý Vi trả lời, có, lúc trước tôi ở vùng ngoại ô thành Nam Dương đã từng xâm hại một quả phụ, nào ngờ bị người nhà của cô ta phát hiện. Họ lập mưu muốn hãm hại tôi. Tôi vô cùng tức giận, trong lúc rượu say đã giết sạch người nhà của quả phụ đó. Đây chính là sự tình khiến tôi hối hận nhất. Nói xong, con hổ gầm lớn một tiếng rồi rời đi. Câu chuyện 2. Vì sắc mà giết người, oán quỷ bám theo. Tại huyện Định Dương có một người tên là Vương Cần Chính. Anh ta thấy vợ của người hàng xóm dung mạo xinh đẹp thì động tâm bất chính. Hai người sau đó đã có gian tình, còn hẹn nhau bỏ trốn đi nơi khác. Thế nhưng Vương Cần Chỉnh trong tâm cảm thấy rất lo lắng, sợ một ngày chồng của cô ta phát hiện đuổi theo thì mọi chuyện không biết sẽ thế nào. Người vợ kia cũng bất an, sợ rằng người chồng sẽ gây trở ngại cho mình và nhân tình. Vì để ngăn chặn hậu hoạn, đã quyết định dùng kế sát hại chồng. Vương Cần Chính vừa nghe đến việc giết người thì thất kinh, sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy, liền lập tức bỏ trốn một mình. Anh ta dốc sức chạy liền một mạch hơn 70 dặm, ra đến bên ngoài huyện Giang Sơn mới cảm thấy an tâm một chút, rồi tự an ủi mình, hẳn là không có việc gì nữa rồi, mình đã chạy xa như vậy, có thể bình an thoát thân rồi. Lúc này Vương Cần Chính cảm thấy đói bụng, liền đi vào một tiệm cơm trước mặt để ăn. Chẳng ngờ chủ tiệm lại chuẩn bị ra hai phần đồ ăn cùng chén đũa. Vương Cần Chính vẻ mặt kinh ngạc hỏi ông chủ, tôi chỉ tới một người, nhưng sao ông lại chuẩn bị hai phần đồ ăn vậy?
Ông chủ nói, ủa, anh tới một mình sao? Tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông tóc tai rối bời đi bên cạnh anh. Chẳng lẽ hai người không phải đi chung hay sao? Vương Cầm Chính kinh hãi vô cùng, trong tâm hiểu rằng đây chính là oán quỷ bám theo để chờ thời cơ trả thù, nó nhất định sẽ không chịu để yên. Nghĩ vậy, Vương Cầm Chính đã chủ động đến quan phủ trình báo, nói ra hết sự tình. Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng bị bắt. Cuối cùng hai người bị phán quyết xử tử trong cùng một ngày. Trong câu chuyện oan hồn đòi mạng này, điều đặc biệt ở chỗ họ Vương trên bề mặt vốn không động thủ giết người, nhưng ông ta lại thông gian với vợ người ta, là nguyên nhân khiến cho người vợ xuống tay giết chồng. Vậy nên họ Vương tuy không giết người và đã lập tức bỏ trốn, nhưng đạo trời không dung khó tránh khỏi cái chết. Đôi gian phu giáp phụ, mỗi người thân tuy ở một nơi khác nhau nhưng lại nhận lấy cái chết trong cùng một ngày. Cũng thật là ông trời khéo an bài, lấy đó cảnh tỉnh thế nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, ở cõi Tây Phương Cực Lạc không có những cái chuyện rắc rối như vậy. Cảnh giới của Đức Phật A Di Đà khi Ngài tiếp dẫn người vãng sanh đưa vào trong liên thai để cho mình tiêu trừ những cái nghiệp chướng đó, tham dục, tham sắc, tham tài, tham danh, bị liên thai này đã triệt tiêu, hầu như có đó mà không có tác dụng nữa. Còn khi mình chui vào trong bụng cha mẹ mình là do cha mẹ mình có tình ái và có ái nhiễm quá mạnh và nung đúc mình trở thành một con người mang giám vấp là con người ái ích kỷ, không có lòng nhân ái bao dung. Mà đã là ái ích kỷ chiếm hữu như anh thanh niên và cô đó, sợ chồng biết xuống tay giết chồng, cái cảnh này làm gì có ở Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình đang ở trong cái cảnh này, cảnh ta bà, mình chưa có cơ hội thôi. Mình có cơ hội coi chừng mình cũng bị lún vào. Nhất là tiền tài danh lợi đối với họ tràn ngập, họ muốn cái gì cũng có, mà toàn là muốn những cái chuyện xấu ác không luôn, cho nên mới nói hưởng phước là tạo nghiệp. Thì quý vị đang thấy mình ở trong này, thấy là quốc độ nguy thí, là mình thấy đang ở trong đường hiểm không? Trong đường hiểm. Một mặt đó là khởi hoặc tạo nghiệp, trong hiện tại là hiện nghiệp. Một mặt là những cái quả ác của quá khứ bắt đầu nó trổ ra, nó đòi nợ mình, nó báo oán mình, làm sao mình chịu cho nổi. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Muốn biết được cái nhân đời trước, nhìn cái quả hiện tại. Dục kim lai thế quả, muốn biết cái quả đời sau, kim sanh tác giả thị, đang làm cái gì trong này, đang làm cái gì trong đời này. Không ra khỏi lưới nhân quả, lưới trời rồng rồng, nhân quả không thể bỏ sót một ai. Biết rồi, hôm nay mình biết rằng là mình xưa mình có sai rồi, mình sửa và tu nay giữ danh hiệu Phật cho chắc, thả ra một cái là coi chừng tan xương mất mạng. Mình thấy mình đang ở trong con đường hiểm mà, đang là núi gươm rừng đao, mà đang chi đi ở trên băng mỏng mà, trên bên ngay vực sâu mà, không có pháp an tâm, không có Bồ Tát gia trì, không có Phật gia hộ, và một mình trụi lũi mình đi thì mình phải tan xương mất mạng, đọa lạc như không. Chúng tôi nói điều này, chúng tôi bị cái cảm xúc và suy nghĩ sâu lắng. Có nhiều người, người ta nói trời ơi có cái gì đâu, chết là cùng chứ có gì đâu. Thôi, người ta sống cũng vậy, mình sống cũng vậy, ăn thịt ăn thà, uống rượu uống bia, nhậu nhẹt bất hiếu, vợ chồng kình cãi, mọi sự nó đến với mình thấy quen rồi, không có gì cãi lộn. Như ăn cơm bữa nào không cãi lộn rồi thì buồn nữa chứ. Đó.
nên tạo nghiệp xấu ác, mà không biết tạo nghiệp xấu ác cho nên nghiệp nó ngập trời mây luôn. Bồ Tát làm phước thiện mà không chấp vào phước thiện, cho nên phước thiện thôi quá chừng lớn, quá chừng sâu rộng. Bây giờ cứ nghĩ lại đi, ví dụ tiền bạc mà mình cứ xài tới nơi luôn, không đi làm thì tiền như cái núi nó cũng hết. Cái phước báu thọ mạng của mình cứ đi xài tới nơi luôn, ăn chơi rồi tạo nghiệp xấu ác, rồi phung phí đủ kiểu mà không tạo cái phước, không biết tích phước, không biết giúp người nghèo, không biết có hiếu với cha mẹ, không biết quét một cái chùa, không biết làm một cái gì phước báu hết trơn, mà cứ hưởng không thì làm sao nó còn nữa, làm sao còn cách nào mà còn. Vừa phá vừa hưởng mà không tạo thì quý vị phải hết sớm, chết trước tuổi thọ là chắc, nghèo trước khi mình chết là chắc, người ta nhục mạ mình trước khi chết là chắc, chắc chắn luôn. Quý vị suy nghiệm lại, đừng có nói tôi già rồi, thôi tôi không có bị gì đâu, tôi yên tâm khỏi niệm Phật, gần chết thì tôi niệm nha. Cái kiểu này cũng coi chừng, già cũng khổ theo kiểu già đúng không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ mà. Thân tâm đã là bị khổ rồi, khổ vì phiền não vây bủa, khổ vì bệnh hoạn, rồi thêm cái khổ nữa là quả báo nó đến là khổ khổ. Và không phải là nó chỉ trong một thời nhất định và trong thời gian ít đâu, mà nó kéo dài, nó hành hạ mình, nó kéo dài cho nó hết đời luôn. Và những hết đời này, không những là hết đời này mà nó xuống dưới lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đời sau sanh là người tiếp tục khổ nữa. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, rồi tan hoại thân xác mình cũng là khổ. Nếu mà nhìn sâu vô thấy là khổ rồi, nghĩ khổ mà niệm Phật, nghĩ sợ khổ địa ngục mà niệm Phật, nghĩ sợ súc sanh mà niệm Phật, làm súc sanh mà niệm Phật. Mấy hôm nay chúng tôi có cái cảm giác trong lòng, mình tu như vậy rồi mà không khéo coi chừng làm con nhái, con ếch, con ảnh ương, không biết bao nhiêu đời kiếp mình có thể trở thành lại con người được đây. Không phải đơn giản đó đâu. Thôi bây giờ mình quyết định không gieo cái nhân là để làm súc sanh nữa, là không ăn thịt chúng sanh, quyết định là không ăn thịt, nhất định là như vậy thôi. Ông thầy nhà không có lừa gạt mình đâu, ông tổ không có lừa gạt mình đâu. Rồi không sát sanh luôn, và có điều kiện được mình phóng sanh, và trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu giữ cho trọn vẹn. Tám chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, mà tám chữ này mà không giữ được á, tuy là thân con người nhưng mà tâm đã là đó, là cầm thú rồi. Nó có cái nhân quả trong này hết. Cho nên Ngài nói là nếu mà trong thời đại này và con người trong thời này mà không nói đến nhân quả thì không cách nào giáo hóa được hết họ. Khó cực kỳ. Nhưng mà nó có một cái ngặt nghèo ở chỗ này, nó có cái lắc léo ở chỗ này, nó có một cái chướng ngại chỗ này. Ô, nhân quả của cái ông này, ổng hành dâm và cô thiếu phụ đó đó, gia đình biết ổng giết sạch hết gia đình, cho nên giờ ổng thành con hổ để chuyện của ổng. Mình chả dính líu gì mình, thấy người ta không nhắn nhặt gì đến mình, thì cái đó là cái gì? Cái đó là ngã chấp. Ngã mạng nó còn, nó chấp nhất vô là con người mình là tốt, nhưng mà không ngờ nhiều đời nhiều kiếp mình đã bị phạm phải biết bao nhiêu tội lỗi. Giờ mà không nhờ Phật lực gia trì để mình thoát ly cái cảnh khổ này thì đời sau thì coi chừng nữa. Cho nên Ngài nói là phải lấy nhân quả để giáo dục, và lấy giáo dục gia đình để giáo dục. Bây giờ thầy Minh đọc thêm cái lá thư của cô này. Lá thư này hôm qua có đọc rồi mà một số Phật tử trong này chưa nghe. Cô này có khổ quá chừng luôn. Trong gia đình không ổn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lá thư của một cô Phật tử gửi đến cho sư phụ. Cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng chứng minh A Di Đà Phật. Con chào thầy, con xin thầy giúp đỡ cho con. Con rất đau khổ, không biết phải làm thế nào. Con là một đệ tử theo pháp môn Tịnh Độ và đã ăn chay trường từ năm 14 tuổi. Năm nay con đã 27 tuổi, đã có gia đình và có một bé trai được hơn 3 tuổi. Nhưng chưa bao giờ con hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Đầu tiên con ăn chay, chồng con ăn mặn và còn không tin Phật Pháp. Dù nhiều lần Phật Pháp nhiệm màu nhưng vẫn không chịu tin. Luôn khó chịu khi con mở nhạc Phật. Cũng vì không tin Phật nên khi con cho bé ăn chay theo thì gia đình chồng phản đối và xảy ra mâu thuẫn rất nhiều.
Thứ hai, tình cảm vợ chồng con không khi nào êm ấm. Chồng con có tính mê rượu chè cờ bạc và nghe lời bạn bè xúi dục, nhiều lần dính nợ nần, thân tàn ma dại. Cũng vì thế mà con với chồng đã từng ly thân hai lần. Ngỡ như là bỏ nhau được, nhưng cuối cùng ổng vẫn quay về xin lỗi và hứa làm lại từ đầu, không sa ngã vào cờ bạc rượu chè bê tha nữa. Con nghĩ tới hoàn cảnh của chồng, vừa mất mẹ, cha thì có vợ khác, không nhà không cửa, nên con mềm lòng quay lại. Lần này thì thật sự chồng con thay đổi, không cờ bạc và giảm hẳn nhậu nhẹt, nhưng tính tình thì nóng nảy hay cáo bách, nên chúng con hay cãi nhau, cãi đó rồi hòa đó. Cho đến mấy hôm trước, bạn chồng con ở dưới quê lên, tên này cũng là kẻ không có trách nhiệm, bỏ bê vợ con, nhậu nhẹt cờ bạc, bị nhà vợ khi dễ, nên lên nhờ chồng con kiếm việc kiếm trọ. Con không muốn chồng dính líu tới những người như vậy, nên tỏ vẻ không thích, thì chồng con liền quay sang chửi con không có lương tâm. Tính chất công việc của chồng con đi làm xa, một tuần mới về một lần, vậy mà vì tên kia mà bỏ con một mình đi với hắn. Cũng vì hắn mà chửi con tức quá liền đuổi chồng con đi theo tên đó luôn đi. Thì chồng liền xách ba lô mà đi luôn, kêu con là khó chịu. Thật sự con rất thất vọng, vì sao tất cả những gì con cố gắng xây dựng, chồng con đều đạp đổ. Chồng con nghèo tiền, con chấp nhận, mà giờ nghèo luôn cả tình cảm. Lo cho bạn bè mà chẳng nghĩ đến vợ con. Con muốn ly hôn, nhưng con không biết phải làm sao. Bỏ chồng thì có mang tội không? Vì chồng không cha mẹ, không nơi nương tựa. Mà còn không bỏ, thì con mãi đau khổ với cái suy nghĩ chồng con tệ bạc với con, với gia đình, khôn nhà, dạy chợ. Rồi lỡ chồng con nghe lời xúi dại của bạn bè mà lại hư thân nữa thì con rất khổ. Bao nhiêu năm qua, việc chăm con tìm tả sữa hầu như là con lo, mang tiếng vợ chồng 4-5 năm, nhưng sống với nhau chưa được 1 năm nữa à. Con rất khổ, Thầy giúp cho con lời khuyên đi Thầy, con thật sự không biết làm sao cho phải. Kính thư, Nam Mô A Di Đà Phật. Những điều quan yếu mà hàng ngày phụ nữ phải biết. Người phụ nữ cần có tánh nhu hòa nhã nhặn. Con gái từ nhỏ cần phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa, chẳng nổi nóng. Tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh, lợi ích ấy chẳng thể nói tầm. Chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bật kinh, hoặc bị băng huyết. Có gia đình rồi cũng thế, hoặc bị sảy thai, hoặc khiến cho tính chất của đứa trẻ trong bụng trở thành bạo ác. Sanh con ra trong khi cho con bú, nếu nổi nóng đùng đùng thì khi cho đứa trẻ bú nó sẽ chết ngay. Chẳng nổi nóng quá mức thì nửa ngày hoặc một ngày sau nó mới chết, không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhẹ nhẹ thì tuy nó không chết nhưng cũng sẽ sanh bệnh, không đứa nào không bị bệnh. Nếu nổi nóng liên tiếp 1-2-3 ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn, cũng có thể nào không chết. Điều này dân y, thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nói đến. Hãy đem nghĩa này nói hết thảy nam nữ sẽ cứu được mạng trẻ khi chưa sanh ra. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng yên vui hòa thuận. Con cái do họ sanh ra tánh tình cũng đều từ thiện nhu hòa. Tôi thường nói, dạy con là căn bản để thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái lại càng thật quan trọng. Do con người sanh ra bẩm thụ tánh khí của mẹ, nhìn theo oai nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn. Có hiền nữ thì mới có hiền thê, chồng của hiền thê ắt là hiền nhân, con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ. Bà Thái Nhậm dạy con từ trong thai, nên văn vương sanh ra liền có thánh đức, ấy là dạy dỗ từ thuở còn chưa sanh ra. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ.
Lại nói khi có kinh nguyệt cũng trở nên nóng giận, hễ nóng giận sẽ bật kinh. Vì thế phụ nữ chưa lấy chồng cũng có người bị kinh nguyệt không điều hòa, trộm cho rằng là vì chuyện này. Đối với giáo dục trong gia đình và nước nhà nhân dân, chuyện này đều có quan hệ. Bởi lẽ phụ nữ từ nhỏ phải nên tập thành tánh nhu hòa, thì sẽ không bị hỏa hoạn kinh nguyệt chẳng điều hòa và nóng giận đùng đùng đến nỗi con bị chết. Nóng giận nho nhỏ khiến con bệnh tật. Tánh đã nhu hòa thì sẽ không khẩu thiệt thị phi, gia đình êm ấm hòa thuận. Xin hãy đem ý này nói với hết thảy mọi người. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh. Số 2, từ nhỏ tập tánh nhu hòa, cả đời hạnh phúc. Lại phải nói với phụ nữ mà cũng nên nói với nam giới, phải dạy cho con gái tánh tình mềm mỏng, hòa hoãn từ bé, dẫu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng. Tập quen thành tánh chẳng những vô cùng có lợi cho chính mình, mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành, con cái ắt sẽ chẳng chết yểu. Tánh tình hiền thiện, nước nhà vui mừng có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy, sanh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh. Bởi lẽ hãy nổi đó lên, sữa liền biến thành chất độc, nóng giận quá mức, cho con bú nó chết ngay lập tức. Bớt nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì con không chết, nhưng chắc chắn cũng sanh bệnh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời Sư Minh Tâm. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa, từ thiện, thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy bợp chợp, chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị băng huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bợp chợp. Lúc sanh xong đang cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết, không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ, hãy nên nói với hết thảy mọi người sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kẻ tà chỉ nói trứng không có cồ thì ăn được, đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đường Đào Dung. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm qua thầy Tuấn có đọc cái lá thư của cô này, và chúng tôi cũng có trích ra văn sao giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang, nhưng mà không có những cái lời giáo huấn tương đối là kỹ càng đối với đối tượng cô ta. Ngài nói nó nhiều nhiều cái phần, nhưng mà cái phần thầy Dũng Minh vừa đọc đây đó thì là biết cái nguyên do của gia đình đổ nát từ đâu, từ nổi nóng. Nãy giờ ngài nói cô này nóng đến nỗi mà kêu ông đi luôn đi, đi nó xách giỏ đi. Tuy rằng giờ đây ông chồng không có mặt, cô không có mặt, mà cô kêu chúng tôi mở phiên tòa có nên ly dị không? Bữa nay đang mở phiên tòa nè. Bây giờ ai đồng ý rằng là ly dị đâu, giơ tay lên coi. Con cô dưới kia, ai đồng ý không ly dị đâu, giơ tay coi. Sao không giơ tay vậy? Giờ phải xử lý như thế nào? Như riêng cái người tòa ở đây có ai ly dị chưa?
riêng ra tòa họ cũng khuyên không nên, đúng không? Họ khuyên chừng nào không được rồi bắt đầu họ mới tiến hành đến cái chuyện lập thủ tục ly dị, đúng không? Thì chúng tôi nói cái lắc léo từ cái chỗ nào và cái trở ngại của gia đình người này chỗ nào, và hầu như là tất cả các gia đình và bản thân gia đình của chúng tôi lúc trước bà cụ cũng có trục trặc về cái chuyện Ấn Tổ ngài dạy không những trả lời cho những người này đâu, mà ngài nói chung cho mọi người. Người phụ nữ tánh tình ngang ngạnh, nóng nảy, bộp chộp, kiêu căng, khoe khoang, chua ngoa, khoác lác, khi nào họ được cái điều này? Nói chỗ nào cũng trúng hay sao cười à? Khi nào họ được điều này? Khi họ được một cái mệnh danh là bà chủ, là nắm quyền trong nhà, thì Ấn Tổ nói học người phụ nữ mà học để làm chính trị, để mà làm kinh tế, thì người phụ nữ này phải tan nát đời hoa. Nói như vậy, những người bên ngoài hiện tại xã hội họ làm chính trị là người phụ nữ, những người đó có bậc thiên tài, những người đó là những người thiên tài, những vị mà có cái căn khí cao, chúng tôi không có thể là nói những người họ đang làm mình chơi chết là mình phải bị trở ngại ngay tức khắc. Có những người phụ nữ quá tài giỏi, nhưng mà ngài nói phần đa đó, phần nhiều á, những người phụ nữ nếu mà không có giữ cái chức phận là thiên chức thay chồng dạy con, ở nhà nội trợ may giá cơm nước á, mà thường đi làm kinh tế với chồng và coi chừng trở ngại. Đó rõ ràng trong gia đình chúng tôi, mẹ chúng tôi là người tuy rằng làm kinh tế không phải là lớn, gánh cái gánh bánh hỏi ngồi lề đường 40 năm vẫn là người giữ kinh tế tài chăng. Từ khi bà đi tu rồi bà giao lại cho ông cụ, bà cúng dường hết bà đi tu thì lúc đó bà mới nhẹ nhàng. Khi có quyền một chút, khi có tiền một chút, khi có quyền trong gia đình một chút, khi có tiền là nắm kinh tế cốt cán rồi, coi ai cũng không ra gì hết. Thì bây giờ cô ta phải làm gì? Cầu nguyện tha thiết niệm Phật, sám hối ăn năn với tội tình, với tánh tình nóng nảy bợp chộp tức giận, đuổi ông chồng đi, sám hối. Đợi đến lúc ổng về quỳ xuống cúi đầu sám hối, được không? Làm cái biểu pháp, mình sám hối, mình xin lỗi họ thì họ mới xin lỗi lại mình. Cái chuyện này có rồi, có hai vợ chồng, vị chồng đó là một vị bác sĩ về thẩm mỹ, cô này là y tá, là người phụ họa. Bữa đó có cái việc là cổ thờ tùm lum trên phòng, ông không chịu, ông kêu bỏ xuống hết đi, ông không có chịu thờ Phật, không có cho cô ăn chay, mỗi lần nghe pháp phải lên giặt đồ tìm cách đi ra ngoài mới nghe pháp được với ông. Ông khó khăn hơn ông chồng cô này nhiều lắm, chúng tôi nghĩ. Rồi cổ làm sao? Cổ cũng nghe theo mà cổ bỏ hết Phật, cổ dọn hết lư hương, chỉ còn đúng một vị Phật còn để đó. Ông tức, ông kêu giỡn người hả, biểu kêu bỏ hết mà không bỏ, cầm ông Phật đập rầm bể luôn. Trời, lượm từng mảnh lên khóc, trời ơi, ông dám giết Phật tôi, ông dám đập Phật tôi, ông gan cùng mình, tôi đi luôn. Qua nhà ông già ruột ở rồi, sao tự nhiên cũng nhớ chồng. Rồi cuối cùng gọi điện hỏi giờ con như thế nào, kêu con xa, họ kêu dọn thì con dọn hết đi, chứ sao mà là giỡn người để một tượng đó cho ổng đập. Tội của con lớn, do con để đó, ổng mới đập chứ không để ổng đập đâu. Bắt đầu bà nhìn ra bà thấy tội. Rồi con cái lúc con để một tượng Phật đó, ổng nói con dẹp, con không dẹp, con còn im lặng là mình làm mấy với ổng bực tức. Rồi buổi tối đó con đi qua nhà cha ở để ổng ngủ một mình, ổng quạnh hiệu ổng lên ôm và ổng đập là phải rồi với nữa. Do con hết. Trách mình đừng trách người. Vậy bây giờ con phải làm sao? Về xin lỗi, gục mặt xuống cúi đầu xin lỗi đi. Cái bà về bà cúi mặt xuống bà xin lỗi, ổng cũng xin lỗi nữa. Hai người có xin lỗi, ngồi với nhau riết rồi ổng kêu thôi được rồi, hết lỗi rồi đó. Cũng không chịu đứng dậy, cứ gục mặt miết. Trời ơi, ổng nổi khùng lên, ổng định đá cho ổng đá lăn quay luôn. Tôi kêu trời ơi xin lỗi, ổng chịu hết lỗi rồi, hai người hoan hỉ rồi còn ngồi đó làm gì. Kêu do thầy kêu xin lỗi, con phải xin chừng nào cho hết lỗi. Trời ơi, chừng nào hết lỗi ổng tha là được rồi, chứ làm gì có quỳ đó ngoài vậy. Cuối cùng sao?
què vốn lại với nhau. Cuối cùng ông Phật tàn tành bay khối đập luôn. Ông Phật ở bên ngoài bằng sành, ông không có tức gì hết, ông không có chết, ông không có khổ, mà ông Phật trong tâm mình khổ nè. Giỡn ngươi với ổng. Chúng tôi sợ cái giỡn ngươi lắm, đừng có giỡn ngươi với người ta. Thấy không? Chọc ghẹo họ, làm cho họ tức, họ nổi giận lên. Cái gì đâu, bớ ôm ông Phật vô trong trong thùng nó gói gọn, ông không cho nữa, mang lên chùa thầy nhàn. Có gì đâu, ông Phật trong tâm mình vẫn an vui. Đúng không ạ? Đó, tu từ nơi cái tâm của mình. Tu từ nơi cái tâm của mình, cái tâm mình an vui rồi, mình hoan hỷ tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, tùy thuận ông chồng không chứng ngại. Lúc đó bắt đầu hòa thuận nhau vui vẻ. Có bữa đi lên phơi đồ, đứng thiệt lâu, buổi sáng chúng tôi hay giảng. Ông kêu, làm gì cho đứng đứng lâu vậy? Ông kêu, vắt nước đồ cho nó đứng đây không mát. Cuối cùng nghe pháp chạy on tọt tọt xuống. Bữa nay vui vẻ rồi. Thì cái cô này có nên ly dị không? Không nên ly dị. Cái khổ đó, ổng chửi mình, ổng đánh mình, ổng đi bánh bài là mình khổ hay là mình chấp vô cái chuyện đó khổ? Nghĩ coi, nếu ổng không có, nếu ổng không có quýnh bài, nhậu nhẹt, mình khổ theo cái chuyện khác cho coi. Khổ, khổ theo cái chuyện là gì? Là mình á, phiền não á, là mình thấy không có tiền á, mình thấy con bệnh á, rồi đủ chướng ngại nó xảy ra cho mình. Cái đó là một cái chướng ngại để nó khiến mình là phải gặp, không chướng ngại này thì gặp chướng ngại khác. Trong tâm mình có chướng ngại thì nó không gặp chướng ngại, chồng nhậu nhẹt, cờ bạc thì nó gặp chướng ngại khác. Ổng hiền lành bị xe tông cái rầm vô bệnh viện cũng vậy, thiếu tiền, mất tiền. Đã chướng ngại trong tâm thì nó đủ cái hình thức bên ngoài chướng ngại. Cái chướng ngại bên trong tâm là chính, mình phải đoạn trừ nó, mình phải ăn năn sám hối nó, rồi tự nhiên bên ngoài nó hết chứ. Sửa từ cái tâm của mình chứ bây giờ sửa bên ngoài sao sửa được. Ví dụ vậy, cái bóng buổi khoảng 9 giờ 10 giờ nó soi từ trước mặt quý vị, thì bây giờ cái bóng nếu mà mình đứng nghẹo cái đầu và cái bóng nó nghẹo đầu không? Mình đứng mình thẳng cái bóng nó thẳng, mình nghẹo cái đầu xong rồi cái bắt đầu mình chạy là mình sửa cái bóng. Giống như mình soi hình vô trong cái gương đó, mình quẹo đầu cái mình vô mình sửa cái bóng trong gương được không? Sửa cái bóng trong gương được không? Sao được? Muốn cái bóng ở trong gương nó thẳng thì cái đầu nó thẳng lại thôi. Nghĩa là cái gì? Đừng bắt bên ngoài sửa, đó là cái bóng, đó là cái quả mình phải trả. Bây giờ mình phải sửa từ cái nhân trong tâm mình đây nè, là sửa cái thân mình đây nè. Thân thẳng thì bóng thẳng thôi. Nhân mình là thiện thì tuy rằng mình trả người ta đang hành hạ quánh bài quánh bạc mà tâm mình vẫn an vui. Làm được điều này không? Không làm được, bởi vì không có pháp an tâm, không có niệm Phật, không có trì đại bi. Ôm cái hận đó một ngày hai ngày rồi bắt đầu nó dồn một cục thiệt lớn lên, bắt đầu là chửi đuổi ông đi. Đuổi ông đi, bây giờ ở nhà tuổi tuổi nhớ nhớ thương thương nữa. Cứ quanh quẩn trong đó hoài, đi thì nhớ thương, về thì gì bực bội cãi vã. Có gia đình đó hai vợ chồng đó 8 lần ly dị. Không tìm ra được cái gốc mắc từ nơi tâm của mình sửa. Mà khi tâm của mình từ nơi mình sửa được thì người ta sửa được cho coi. Đừng có bắt người ta sửa, mình sửa đi. Mình sửa tức là họ quýnh bài, hoan hỷ vui vẻ, hết tiền mua sữa cho con rồi. Thôi anh làm anh đi quýnh đi chứ làm sao em có tiền. Ông muốn vậy thôi, ông làm sao ông thoải mái chứ. Mình không có xúi giục ổng, nhưng mà ổng thích như vậy, ổng làm chừng nào ngán, ông gặp nạn, ông quay về lúc đó mình tính. Cho nên cái này cũng chưa coi cái phim Vui Tình Ý. Trời, ông đi đố, ông đi giải câu đố để ông lấy quà, ông bưng quà cao tới ngay cái cổ họng như vậy nè. Cuối cùng á, tiểu hóa am bị người ta bắt cóc mất. Trời ơi, ông khổ buồn. Bà vợ về không trách một lời, ngồi không ăn 3 ngày, lấy cháo đưa vô miệng cũng không ăn. Lúc đó ông mới gì, ông sợ, ông khóc, ông rên hừ 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 hừ, ông khóc. Ông khóc tức tưởi luôn. Bắt đầu bà mới nói, từ khi cha của người con gái dắt một người nam một người nữ về, người con gái này nghe cha nói tuy rằng nghèo nhưng mà nó hiếu học. Hai đứa này nó hiếu học cho nên bắt đầu từ đó là bắt đầu muôn vung vén lo lắng cho chồng. Bắt đầu bà mới thấy ông này biết cái lỗi rồi, bắt đầu bà mới hoan hỷ vui vẻ trở lại. Biết bao nhiêu cái sự đau khổ mà ông này ông gây ra. Ông Vô Tình Ý, ổng gây ra những cái chướng ngại cho cổ mà cổ vẫn gì, vước lướt qua hết. Và cuối cùng hình thành được với nhau. Thì chúng tôi hay nói là bà Mai Quyên này là một người phụ nữ đặc biệt, sánh vai với lại Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự.
Đây là mẫu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không để toàn tâm làm bộ phim này mà đâu phải đơn giản. Rất hay, cô này nên coi cái bộ phim này rồi mới thấy cô này có chịu đựng gấp trăm ngàn lần cái cô viết lá thư này mà họ vẫn gì vui vẻ với nhau, và từ từ họ nghĩ sẽ không có cái gì nó là giữ mãi. Chẳng lẽ ông quýnh bài mãi ha? Mà dẫu cho ông quýnh bài, ông nhậu nhẹt, ông chết đi nữa, mình vẫn tròn cái bổn phận là người vợ, chôn cất đàng hoàng. Trời, cái ông này bị nhà sụp, chết hai đứa con. Cổ kêu lương thần à, coi con ngang. Hàng nhỏ chạy trong cái nhà, cái chòi nhỏ. Cái bắt đầu ông mới bực tức, cái ông quan kia dạy học y như dành học trò. Ông về ông viết để ông nhục mạ. Vừa khởi niệm như vậy là quỷ thần trên trời sấm sét rầm sụp nhà, hai đứa con chết. Hai đứa con chết cũng từ ổng mà ông không coi hai đứa nhỏ. Bao nhiêu chuyện xảy ra mà cô này chịu đựng hết. Đến khi cuối cùng là gầy dựng được một con người, ổng trở thành lại một con người có đạo đức. Và khi mà bà kêu ăn chay, cái ổng cũng chịu ăn chay, bắt đầu chồng hòa vợ thuận, giống như là khảy đàn cầm đàn sắt. Đúng không? Còn hai người này là đang chống đánh xuôi kèn thổi nghịch. Bữa con nhỏ nó đọc cái bài khai giảng lúc đệ tử quy đúng không? Hai người này là đang chống đánh xuôi kèn thổi ngựa. Bây giờ muốn xuôi ngược hay là muốn khải đèn cầm đèn sắt? Do mình nói. Nhịn không được, từ nơi thai giáo, mẹ của cô này cũng tính tình nóng nảy bột chợp, ngang ngạnh chua ngoan khoác lác. Rồi sanh ra đứa con thì cái khuôn đó làm sao thì cái bánh nó như vậy đó. Rồi con của mình cũng như thế, nó khổ hoài hoài từ nơi cái tâm sân hận đó. Tam độc tham sân si nó giết mình chứ ai đâu. Ai trừ được chuyện này? Chỉ có con người chân thật thật thà, họ niệm câu Phật hiệu, họ biết đây là giặc, đây là xấu ác, họ buông xuống được. Cứ kêu người khác bên ngoài sửa, bản thân mình không sửa thì làm sao mà nó yên ổn được? Không yên ổn được. Cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng tôi nói cô này nên ăn năn sám hối, tha thiết cung kính xin lỗi chồng đi. Mình là một con người tốt và xin những cái điều gì mình nhận hết là mình sai đi. Đuổi chồng là sai, nóng nảy quát chồng là sai. Hên ông này cũng hiền, ông chưa quýnh cho phù mỏ là may. Hết lòng sám hối ăn năn, giữ cái chức phận của người phụ nữ là ôn hòa, từ hòa, hoan hỷ, bao dung, tha thứ. Có như vậy mình có bị mang tội không? Cứ tiếp tục để cho họ đi quýnh bài nhậu nhẹt, mình có mang tội, mình không có suối. Cản không được thì thôi im lặng đi. Lương thần judo đi say rượu về. Trời ơi, ông Quay Quy. Okay, được rồi, em đến. Rồi, cho hết say rồi, ngang bữa xong xuôi rồi, không nói chuyện nửa tháng. Mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Đây là cách giáo hóa của Phật. Im lặng. Trời, cũng sợ, ông kêu chính cái hành động này của Mai Quyên mà tôi bỏ uống rượu. Đúng không? Cái phim này nó hay. Coi cái phim này rồi mới thấy đúng sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền. Tuyệt luôn. Mình không bắt chước được. Lúc ba chúng tôi say rồi, bà cụ bà càng bực tức cho cứ má mày, bà cứ nói vậy hoài. Ông bà già còn bực ra nữa. Còn Mai Quyên gì? Không nói một lời. Cách giáo hóa người ta hồi xưa được dạy mà. Mai Quyên này là con của một vị thầy dạy về gia giáo đạo đức cổ thánh tiên hiền. Người này được nung đúc trong gia đình cổ thánh tiên hiền, cho nên họ gặp ông chồng nắng ông chồng luôn lại được, và ông chồng trở thành một người tốt. Có ai trong cái cõi này mà phàm phu không có tạo nghiệp lặp đi lặp lại không? Có chứ sao không có. Bộ đó họ là thánh ở đâu mà họ, ông chồng của cô này sửa rồi về xin lỗi tiếp tục sai, bộ thánh đâu mà họ làm cái được liền, đúng không? Còn là phàm nó phải nhiều lần trắc trở, với mình phải thông cảm. Mình không suối là mình không mang tội, mà mình cản không được là im lặng hết bổn phận. Ông đi nhậu về lấy khăn như cô Mai Quyên á, lau mặt rồi em đây Mai Quyên đây, rồi lo này nọ lấy cháo rồi cho ăn đi. Làm không được, bởi vì do cái tánh khí của con người bực bội tức tối, do mình. Nói vậy chứ mấy cô này cũng tơi tả rồi dưới này. Nói vậy chứ ông chồng cũng có hành cho ra bả lắm. Mới xách giỏ về đây đó nghe. Thôi, muốn cho không có cái cảnh này thì về cực lạc đi. Trong cái cõi này mà không có cái cảnh mà sáo xào, mà cái chuyện ẩu đả với nhau thì không bao giờ có.
Bởi vì đã vào trong này gọi là cõi ta bà là kham nhẫn mà. Nếu không nhẫn nhịn và chịu đựng được thì mình phải tan nát đời hoa thôi. Làm sao chịu nổi với nó. Nhưng mà chúng tôi có một cái kinh nghiệm sống nó như vậy. Nó đúng theo lời Phật dạy và lời Tổ Ấn Quang hay nói. Tâm mình mà nếu mà nhu hòa thì dầu cho người đó cứng gì đi nữa một thời gian, họ cũng sẽ nhu hòa với mình. Tâm mình cung kính với họ, họ cứng gì đi nữa một thời gian, họ cũng sẽ cung kính mình. Điều mình cung kính chưa đến mức thôi, chưa đến tột cùng đó thôi. Mình rộng lượng thì một thời gian ông chồng đó và mọi người rộng lượng sẽ đến với mình. Mình khoan dung tha thứ thì luôn luôn gặp những người khoan dung tha thứ đến với mình. Mình cà chớn gặp người cà chớn thôi. Mình cà giật gặp người cà giật đấy. Cà gì gặp cà đó. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Trong tâm có cái gì nó hiện ra cái đó, rồi nó chiêu cảm cái đó đến đó. Nguyên lý này rồi, thiệt là hay. Nhất thiết di tâm tạo. Và chúng ta không phải dồn tội cho cô này. Coi như là quan xử án này không dồn tội cho cô đâu. Dùng cái tội đó là cái tâm nóng nảy, bực bội, tức tối của mình. Cái đó là cái sân hận, đó là tội lỗi của mình, phải sám hối. Còn cái chuyện bên ngoài thì nó đã rồi, đúng không? Thì thôi bây giờ mình hoan hỷ để mình sống lại với nhau. Bây giờ tìm một ông chồng khác, tìm nổi không? Cho nên thành ra là phải làm gì đó, chịu đựng đến cái lúc người nam đó, người chồng đó, đối phương đó phải phục cái tâm chịu đựng của mình. Phải cung kính cái tâm chịu đựng của mình và phải phục mình. Ông vô tình ý, ông nói tôi thành tựu là nhờ Mai Quyên nắng tôi nhiều thứ. Uống rượu về không nói chuyện nửa tháng tôi bỏ luôn. Có cách người ta trị bằng cách mà im lặng. Người ta phải nói là vẫn lo đầy đủ bổn phận chứ không giận hờn. Cậu vẫn bưng cơm ra, cậu vẫn bưng cơm ở cái cảnh hai từ ngàn bưng cơm ra kêu em ngồi xuống dùng cơm, mà đứng chập bỏ quay mà đi vô. Vẫn dọn cơm nước đàng hoàng đầy đủ hết bổn phận, nhưng mà im lặng. Im lặng như sấm sét á, dữ lắm rồi. Mới trị được mấy cái ông mà đi nhậu á. Ông coi cái phim Cổ Thánh Tiên Hiền rồi không? Còn 6 phút nữa là đúng 11 giờ là 2 tiếng. Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người. Báo phân ra người thú, người có trí tuệ, thú không có tài khéo, cậy mình hiếp yếu, giết để mà ăn thịt, làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý, do đã thiếu nợ nặng, huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau, thử nghĩ đến điều ấy trong lòng đau thương tột cùng. Giết con thú để ăn, con thú này trở lại làm con của mình, con mình giết mình. Làm chồng mình giết mình. Hiểu nhân quả, tin nhân quả và thấy nhân quả này xảy ra, có. Con giết cha, giết mẹ vì đồng tiền, đó là phụ mà oán với nhau trong nhiều đời. Nó là thú hoặc nó là người. Mười đời như triệu thố vẫn theo quốc sư Ngộ Đạt. Thì con người theo con người báo oán, thì con thú cũng theo con người báo oán. Quý vị đồng ý chữ nào? Ai tin nhân quả này? Người này có thiện căn lắm mới tin nhân quả này. Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm tánh sẵn có Phật A Di Đà đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải thường niệm. Đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức được hiển hiện, xử lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có, lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng hiện với cái tâm sẵn có của Phật. Chỗ này sâu, khó hiểu vô cùng. Tâm mình với tâm Phật đồng nhau không khác. Vàng với vàng giống nhau không khác một chút gì hết. Vàng của Phật là đã sử dụng được, tâm của Phật đã sử dụng được, giống như vàng đã tinh lọc rồi, làm cà rá, làm dây chuyền được. Còn vàng mình là bị tạp chất,
bị những cái chất dơ trong đó, cho nên thành ra mình không thể làm đồ sử dụng được. Mà khi mình lọc được cái tạp chất của mình ra thì tâm mình với tâm Phật hòa quyện với nhau. Tuy rằng chưa lọc hoàn toàn, nhưng mà nương đến cái quả giác của Phật A Di Đà, tâm mình với tâm Phật khế hợp, nguyện mình với nguyện Phật khế hợp, về bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sống ở đó tiếp tục mình tu. Chuyện này là hợp lý vô cùng, đúng không? Hợp lý vô cùng luôn. Nếu mà nó kỵ với nhau, tâm mình là sắc, tâm Phật là vàng, thì luyện cái gì đi nữa, lọc hết tạp chất ra nữa, là sắc vàng là vàng, không bao giờ có thể là đồng một loại hết nhau. Mà tâm mình sẵn là vàng rồi, lọc hết tạp chất là nó sẽ là vàng giống như Phật thôi. Tâm mình là tham sân si vũ bỏ và làm cho nó nhẹ đi, và niệm Phật chủ động, tín nguyện hạnh chủ động và tịnh nghiệp chủ động. Tuy rằng chưa thành Phật liền trong đời này và cũng không thể nào thành Phật liền trong đời này được, mà phải gì? Phải về Tây Phương Cực Lạc là một đời. Chứ một đời mà mang thân con người này để thành Phật như Phật Thích Ca thì chỉ có Phật Thích Ca, mình Phật Thích Ca thôi. Nhất sanh bộ xứ, mình là hạng nghiệp chướng sâu dày để đọa lạc, tạo nghiệp tái sanh, chứ không phải vì phát nguyện đọa sanh. Đợi đến khi nào niệm Phật chứng được tam muội thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa thảy đều đầy đủ. Cổ nhân nói, đã tắm trong biển cả ác dùng nước trăm sông, thân đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An chi nữa. Có thể nói là hình dung ý này khéo nhất. Người đã niệm Phật tam muội rồi, thiền định tam muội, đại bi tam muội, pháp hoa tam muội, lăng nghiêm tam muội và tổng trì của tam muội, người niệm Phật tam muội đã được rồi thì tất cả tam muội khác đều được hết. Một là tất cả là một, mà trong tất cả tam muội chỉ có niệm Phật tam muội là dễ đạt nhất và vua của tất cả tam muội. Và liễu sanh thoát tử chỉ trong một đời này là chỉ có niệm Phật tam muội. Thấy tâm mùi niệm Phật kinh khủng sâu dày như vậy không? Sâu xa như vậy không? Mà có nhiều người họ chê. Họ chê niệm Phật là bà già con nít thấp hèn, nương vô tha lực, ta tự lực. Rồi nghiệp lực nó tới rồi, bắt đầu cuốn tay cuốn chân, kêu cha gào mẹ. Ngu phu, kẻ ngu phu ngu phụ, người già cả niệm Phật thấy mà thương tâm mà cứu không được, cứu không được. Vì cái tâm phá chánh pháp này, phá cái tâm người niệm Phật quá đi. Hai tiếng đồng hồ nghe có mệt không? Nghe giống như là đang uống thuốc bổ phải không? Có cái cô đó, cô nói: "Úi dồi, mỗi lần con về tỉnh thất, con ngồi trong pháp hội, thầy giảng con người con nó nanh thế nào?" Vâng, giống như điện nó chạy cho người. Cái cảm xúc của mình nó làm cho con người mình sảng khoái, thì những cái cảm xúc này nó làm cho cơ thể của mình sẽ bớt đi độc tố. Một nụ cười 10 thang thuốc bổ, mà cười giống như cô viết cái lá thư này, cười mà cười đau khổ cho làm sao mà hết bệnh được. Cười đó cười như nãy giờ ngồi dưới đó, cười mỉm chi rồi cười thoải mái, nghe chánh pháp được hưởng thụ Phật pháp đó, nó mới ăn vui được chứ. Lúc này thì lò cừ nung nấu sự đời, nó nung nấu gì đi nữa mà bức tranh mình không phải là Văn Cẩu, mà bức tranh mình là đang bức tranh nhìn lên trời là Phật. Tâm mình như trời tờ giấy trắng, vẽ Phật thì hưởng thụ cảnh Phật, vẽ cảnh địa ngục thì hưởng thụ cảnh địa ngục, đến nỗi địa ngục là sân hận á, mà vẽ cảnh si mê thì hưởng cảnh súc sanh. Lò cừ nung nấu sự đời mà bức tranh Văn Cẩu vẽ người tang thương, lúc này họ đang bị nung nấu cái tan thương khổ đau. Thôi hết giờ, thỉnh quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.